chương 321, tâm ma huyễn cảnh. Ầm. Là ai? Ngụy, Ngụy công tử. Trường Thiên. Trường Thiên, ngươi. Trước mắt hỗn loạn tràn diện bắt đầu vặn vẹo, bên tai tầng chính thu dồn dập la lên dần dần trở nên mờ mịt. Làm Ngụy Trường Thiên phá cửa sổ mà vào, thẳng đến thanh niên trẻ tuổi kia kích xạ mà đi thời điểm, nhãn thần liền không thể tránh khỏi đối mặt cái sau hai con ngươi. Mặc dù Sở Tiên Bình đã sớm nhắc nhở qua hắn không muốn cùng Diêm La đối mặt, nhưng Ngụy Trường Thiên bởi vì đã nhận định người này là Bạch Hữu Hằng, cho nên cũng không chú ý điểm này. Mà cũng chính là cái này sơ sẩy, mới khiến cho hắn tại xông vào trong phòng về sau lập tức liền lâm vào không chịu nổi trong ảo cảnh. Đây chính là Diêm La chi nhãn năng lực, tâm ma chủng. Soạt. Như là phim ảnh dựng phim chuyển trận. Vỡ vụn cửa gỗ, nghiêng lệch cái bàn, một mặt lo lắng tần chính thu, sắc mặt bình tĩnh tuổi trẻ nam tử. Hết thảy tất cả đều chậm rãi phai nhạt ra khỏi ánh mắt, quanh thân còn sót lại vô tận hắc ám. Đây là một loại kiềm chế đến cực điểm hắc, nhưng trong đó nhưng cũng không phải không có vật gì. Gia Gia Bộ dáng nhu thuận tiểu nữ hài đột nhiên xuất hiện ở trước mắt, nàng nhát gan lôi kéo bên người lão giả góc áo, ngửa đầu nhẹ giọng hỏi. Ta đã làm sai điều gì? Vì cái gì ta sẽ chết? Tiêu đại ca tại sao muốn giết ta? Gia Gia, vì cái gì? Một nháy mắt, vị Trường Thiên hai mắt bỗng nhiên trừng lớn, hô hấp trở nên vô cùng gấp rút. Hắn đương nhiên nhận ra tiểu nữ hài này, cũng nhận ra bên người nàng lão giả. Bởi vì tại hơn nửa năm trước trùng cửu, đúng là mình đem hai người này đưa lên chiếc xe ngựa kia, lúc này mới khiến cho bọn hắn bị tiêu phong ngộ sát, song song chết tại ngư đổ sơn dưới chân. Ngươi, các ngươi, Nhưng nghẹn ở cổ họng, lại giống là một đầu rời khỏi nước cá. Ngụy trường thiên hoảng sợ há to mồm, nhưng từ đầu đến cuối nói không nên lời một câu. Đối diện, có máu tươi từ tiểu nữ hài cùng trên người lão giả chậm rãi tuôn ra, sau đó càng ngày càng nhiều, càng ngày càng đỏ. Chứng mắt đỏ tươi khiến cho tiểu nha đầu biểu lộ có chút dữ tợn, khối lớn huyết nhục lạch cạch lạch cạch từ nàng gầy yếu trên thân rơi xuống kỳ thật nếu là bình thường lúc nhìn thấy hình ảnh này ngụy trường thiên có lẽ cũng sẽ không làm sao sợ hãi nhưng giờ này khắc này trong lòng của hắn tất cả tâm tình tiêu cực đã bị phóng đại mấy chục lần cho nên khi hạ chỉ muốn quay người thoát đi nhưng chỉ là bất luận hắn dùng lực như thế nào toàn thân trên dưới lại liền giống bị lực lượng nào đó cầm cố lại đừng nói đào tẩu thậm chí liền nhắm mắt động tác này đều làm không được thế là hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn xem huyết nhục lâm ly tiểu nữ hài từng bước một đi đến trước mặt mình, sau đó, mang theo một vòng ai oán chất vấn chính mình. Đại ca ca, ngươi biết rõ ta vì sao lại chết a? À? Không, không. Đến từ linh hồn rung rẩy bay thẳng não hải, ngụy trường thiên không ngừng rung rẩy gào thét, tiếng trống xé rách tiểu nữ hài cùng lão giả thân ảnh, hóa thành điểm điểm huyết mang một lần nữa hòa tan vào hắc ám còn không đợi ngụy trường thiên tiếng trống dừng lại một cái khác râu tóc bạc trắng bóng người liền lại từ trong hư vô đi ra là liễu nguyên sơn ngụy công tử lão phu cả đời vì nước vì dân cúc cung tận tụy tự hỏi xứng đáng đại ninh tuyệt đối bách tính cho dù lão phu thật sự có sai ngươi chỉ giết ta một người thuận tiện lại vì sao muốn đem ta liễu gia chém tận giết tuyệt còn mạnh hơn thêm cho ta các loại một cái mưu phản tội danh ngươi có biết ngươi đây là muốn ta liễu gia vĩnh thế tuyệt họ a à? nói nói liễu nguyên sơn đầu lâu đột nhiên cao cao bay lên nhưng tràn đầy phẫn nộ cùng không dám gào thét nhưng như cũ chưa ngừng lão phu làm quỷ cũng sẽ không bỏ qua ngươi Ngụy Trường Thiên, ngươi nhớ kỹ, lão phu làm quỷ cũng sẽ không bỏ qua ngươi. Ngụy Trường Thiên, ngươi còn nhớ rõ bản vương. Ô ô ô. Ngụy công tử, ngươi vì cái gì không cứu ta? Ngươi vì sao muốn giết ta tướng công? Ách a. À. Từ Doanh Nhi, đến Liễu Nguyên Sơn, lại đến Ninh Khánh Vũ, Ninh Ngọc Châu, Ngũ Thiên Thanh, Vân Liên. Từng cái hoặc trực tiếp hoặc gián tiếp, hay là bởi vì Ngụy Trường Thiên không muốn xen vào việc của người khác mà chết bóng người tới lại đi, như dòi trong xương du đảng tại vô cùng vô tận trong bóng tối, lặp đi lặp lại lên án lấy Ngụy Trường Thiên đối bọn hắn phạm vào tội ác. Ngụy Trường Thiên không cách nào không nhìn tới bộ dáng của bọn hắn, cũng không cách nào không đi nghe bọn hắn lời nói, ấy nấy cùng sợ hãi cơ hồ chiếm cứ toàn thân, khiến cho tinh thần đã ở vào bờ biên giới chuẩn bị sụp đổ. Thẳng đến cái cuối cùng, bóng người xuất hiện. Ngụy Trường Thiên, ngươi tại sao muốn cướp đi vốn nên thuộc về ta tất cả? Ngươi tại sao muốn hủy ta đạo tâm? Tại sao muốn đoạt ta cơ duyên? tại sao muốn cướp đi giao nhi? Những này vốn nên đều là ta. Ngươi vì cái gì có thể yên tâm thoải mái có được ta hết thảy? Trả lời ta. Vì cái gì? Oanh. Như có một tiễn kim quang đâm rách hắc ám. Ngay tại tiêu phong gào thét ra liên tiếp vì cái gì thời điểm, vị trường thiên thân thể lại đột nhiên có một nháy mắt ngừng run rẩy. Không đúng. Đây không phải tiêu phong. Trăng rắc. Nguyên bản tràn ngập ở trong lòng sợ hãi xuất hiện một tia vết rách, cũng khiến cho ngụy trường thiên tại thời khắc này ngắn ngủi khôi phục thanh tĩnh mà cũng chính là trong nháy mắt này nương theo lấy ba tiếng trường ngâm một mực chiếm cứ tại trong đan điền ba cái kia khí vận thần thú cũng đột nhiên tự phát xông ra khí hải thình lình xuất hiện ở ngụy trường thiên trước người vân nhạn hoàng long doanh ngư bọn chúng lăng không trường tại nhỏ hẹp trong phòng hướng về kia cái trẻ tuổi nam tử không ngừng tê minh cái này cái này sao có thể cái sau trên mặt lập tức lộ ra một vòng vô cùng vẻ kinh hãi dưới chân cũng theo bản năng lui về sau một bước mà lúc này ngụy trường thiên trường thiên ngươi thế nào tần chính thu dồn dập la lên một lần nữa trở nên rõ ràng vô số quỷ ảnh tan hết nguyên bản đình trệ tư duy cũng lần nữa khôi phục bình thường giờ phút này cự ly bọn hắn phá cửa sổ mà vào vẻn vẹn đi qua không đến ba hơi thậm chí bên cạnh bùi đại quân còn không tới kịp đem bên hông bội đao rút ra nhưng một thân mồ hôi lạnh ngụy trường thiên lại chỉ cảm thấy tựa như đã qua thật lâu thật lâu ông ngoại không kịp nghĩ nhiều thanh tĩnh về sau một giây sau liền điều ra hệ thống giao diện không chút do dự mua xuống một cái thần kích. Người này chính là Diêm La. Thụ tà vật ảnh hưởng, rơi vào tâm ma huyễn cảnh. Cái này sự tình nếu như phát sinh ở kiếp trước văn học mạng nhân vật chính trên thân, kết quả kia nhất định sẽ là bởi vì nhân vật chính tính niệm kiên định, cho nên mới phá vỡ tâm ma loại này kiều đoạn. Nhưng Ngụy Trường Thiên vốn cũng không phải là một cái có cái gì kiên định tính ngưỡng người, mặc dù có tự mình một bộ làm việc đạo lý, nhưng cự ly tính niệm không thể nghi ngờ còn thua kém rất xa. Cho nên hắn cuối cùng sở dĩ có thể thoát khỏi tâm ma, kỳ thật vẫn là dựa vào là kia ba cái khí vận thần thú. Nói trắng ra là, chính là vận khí tốt thêm hắc mở lớn. Bất quá mặc kệ quá trình này có đủ hay không nhân vật chính, dù sao trước mắt đến xem kết quả vẫn là tốt. Dù sao đã trước mắt nam tử trẻ tuổi này chính là Diêm La, đây cũng là không cần hỏi những cái kia có không có, trước tiên để nó chết mới là chính đạo. Đi chết. Trong miệng trống to một câu, đồng thời chuẩn bị kích phát thần kích giải quyết triệt để cái này tai họa. Ngụy Trường Thiên tự nhận đối phương đoạn không có khả năng ngăn cản được một kích này, nhiều lắm là chính là có cái gì bảo mệnh đạo cụ có thể lại kéo dài hơi tàn một cái. Nhưng ai biết? Đinh. Không cách nào khóa chặt mục tiêu. Đinh. Nhắc nhở. Đạo cụ thần kích không cách nào khóa chặt mục tiêu, mời lựa chọn lần nữa. Chương 322, hổ thẹn không hối hận. Không cách nào khóa chặt mục tiêu. Đây là ngụy trường thiên tại sử dụng trong hệ thống tất cả chỉ hướng tính đạo cụ lúc lần thứ nhất gặp phải ngoài ý muốn tình huống. Có ý tứ gì? Không phải người liền không thể dùng nhưng trong hệ thống rõ ràng không có nói rõ không thể đối không phải người sử dụng a. Tự như trước đó Vân Liên, bản thể là ngư yêu, nhưng còn không phải có thế bị thần kích khóa chặt sao? Cho nên cái này mẹ nói đến cùng là cái gì tình huống? Ngụy Trường Thiên lập tức cứng tại tại chỗ, thủ trưởng mặc dù đã đưa ra ngoài, nhưng lại cũng không thi triển ra bất luận cái gì chiêu thức. Cái này cũng khiến cho đối diện nam tử trẻ tuổi trên mặt vẻ hoảng sợ trong nháy mắt biến mất không ít. Gặp Ngụy Trường Thiên tựa như cũng không có đánh giết năng lực của mình, hắn cũng không có mở miệng mỉa mai vài câu, chỉ là trong nháy mắt liền xuyên qua phòng tường chạy trốn mà ra không sai không phải đánh vỡ không phải lóe ra mà là trực tiếp xuyên qua phòng tường ngụy trường thiên thấy thế mau đuổi theo kích đi qua mà tần chính thu cũng tùy ý vung ra một chưởng nện ở bùi đại quân ngực ngay sau đó liền đồng dạng thả người nhảy vào trong bóng tối phụng nguyên thành bạch 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 đèn đuốc vạn gia thành bốn bờ tinh hà một đạo trong nước nếu như đứng tại chỗ cao quan sát xuống tới kia phụng nguyên thành bây giờ dáng vẻ kỳ thật có chút mỹ diệu nhưng không ngừng xuyên thẳng qua tại từng đầu ngõ hẻm làm hẻm một ngói phòng ngói trên đỉnh ba người lại căn bản không tâm tư thưởng thức những thứ này nhất là ngụy trường thiên theo hắn tự ly phía trước hai cái bóng người càng ngày càng xa trên mặt hắn biểu lộ cũng càng ngày càng khó coi dám yêu la bàn không cách nào chỉ thị mục tiêu thần kích không cách nào khóa chặt mục tiêu ngàn dặm khói sống không cách nào khóa chặt mục tiêu cái này diêm la cũng không biết rõ đến tục cùng là cái quái gì thậm chí ngay cả hệ thống đạo cụ đều lấy nó không có biện pháp Cam. Mặc dù phù giao bộ đã phát huy đến cực hạn, nhưng bởi vì chênh lệch về cảnh giới, khiến cho Ngụy Trường Thiên tốc độ cuối cùng vẫn là chênh lệch lấy Diêm La cùng tầng chính thu không ít. Mắt thấy tiếp qua mấy hơi tự mình liền muốn triệt để mất đi mục tiêu, một cái không hiểu ý nghĩ lại tại lúc này đột nhiên phun lên não hải. Vai chọn một phần trăm, thân huy bốn phương minh. Tiêu Nguyệt kiếm có thể đã thương Diêm La. Cái này. Ngụy Trường Thiên không biết rõ cái này ý niệm kỳ quái tại sao lại xuất hiện, hắn chỉ là cảm giác phản phất có một cái đại thủ ngay tại khẽ động cánh tay của mình, chậm rãi đem lậu ảnh rút đao ra vỏ. Loại này bị người thao túng cảm giác rất không thoải mái, bất quá dưới mắt Ngụy Trường Thiên cũng không kịp nhiều suy nghĩ, liền thuận kia cổ ý chí xa xa hướng về phía trước vung ra một đao. Công. Đao minh âm thanh yếu ớt lại ngắn ngủi, chỉ có trắng bạc ánh trăng phát họa ra một đầu nhàn nhạt đao khí hướng về kia như đậu lớn nhỏ bóng đen kích xạ mà đi. Được rồi, lấy ngựa chết làm ngựa sống đi. Ngụy Trường Thiên kỳ thật cũng không trông cậy vào một đao kia có thể đưa đến cái gì hiệu quả, dù sao vừa rồi hắn đã tận mắt thấy Tần Chính Thu liên tục xông Diêm La vung ra mấy chưởng, nhưng đều không có thương tổn đến cái sao mảy may. Thiêu Nguyệt kiếm ngưu bức nhất địa phương chính là nó có thể để cho không phải thượng tam phẩm quân nhân thi triển ra mang theo thế công kích, nhưng Tần Chính Thu mỗi một chiêu đều có thế ẩn chứa trong đó, nhưng cũng không gặp có thể làm gì được Diêm La. Cho nên Thiêu Nguyệt kiếm lại thế nào khả năng? Đinh Kiểm trắc đến túc chủ thành công cướp đoạt thiên nói chi tử bạch hữu hàng bộ phận khí vận ban thưởng hệ thống điểm số, 200. Nhìn xem phương xa cái kia rõ ràng dừng lại một cái bóng đen, Ngụy Trường Thiên đầu tiên là sững sờ, ngay sau đó liền trong nháy mắt nghĩ minh bạch một việc. Họa tào. Diêm La chính là Bạch Hữu Hằng khí vận thần thú. Khí vận thần thú cũng không phải là yêu, cho nên sẽ không bị dám yêu la bàn khóa chặt. Đây cũng là vì cái gì trong cơ thể mình mặc khác ba cái khí vận thần thú đối Diêm La có uy hiếp tác dụng. Mà dưới mắt tình huống lại rõ ràng bất quá, mặc dù không biết rõ nguyên nhân, nhưng thiêu nguyệt kiếm xác thực có thể làm bị thương, thậm chí chém giết Diêm La. Ông ngoại. Dùng thiêu nguyệt kiếm. Quát lên một tiếng lớn, lại đem kia mập mạp doanh ngư triệu ra bên ngoài cơ thể, vị trường thiên xa xa một chỉ tầng chính thu bóng lưng. Đi, đi theo người kia. Sư. Trước đây một mực biểu hiện ngốc hết chỗ chê doanh ngư tựa như rốt cục nghe hiểu câu này mệnh lệnh. Lúc này liền lung lay cái đuôi đuổi sát tầng chính thu mà đi. Mà liền tại nó tại trong bầu trời đêm trường mấy hơi về sau, Ngụy Trường Thiên cũng triệt để không nhìn thấy Diêm La cùng Tần Chính Thu thân ảnh. Hô. Hít sâu một hơi, chậm rãi dừng lại bước chân. Ngụy Trường Thiên thả người từ trên nóc nhà nhảy quay về mặt đất, có chút lo lắng nhìn xem kia xóa đồng dạng trở nên càng ngày càng nhỏ hồng ngư, tiện tay đem lậu ảnh thu hồi vỏ đao. Có danh ngư tại, Tần Chính Thu nên sẽ không nhận Diêm La chi nhãn ảnh hưởng, đồng thời Tần Chính Thu cũng sẽ thiêu nguyệt kiếm, không chừng là có thể đem Diêm La giết đi. Dưới mắt hai người đã không biết chạy đi nơi nào, tự mình cũng không cách nào lại truy, chỉ có thể đi trước xem xét một cái bùi đại quân chết sống sau đó lại quay về phủ công chúa cùng sở tiên bình thương lượng một chút hạ quyết tâm vị trường thiên vừa chuẩn bị đi trở về nhưng lúc này lại có vài tiếng ưng lệ đột nhiên từ cách đó không xa vang lên trù trù hả cái này cái gì đồ vật a à, đúng cướp đoạt xong thiên đạo chi tử khí vận sau đối phương khí vận thần thú sẽ có một bộ phận thuộc về chính mình cho nên nói cái đồ chơi này chính là diêm la bản thể nhìn xem trước người mọc ra cánh tiểu hắc báo vị trường thiên chép miệng một cái trong lòng tự nhủ ngược lại là cùng theo như đồn đại một cái bộ dáng giống như điêu không phải điêu giống như báo không phải báo nhan trị hẳn là trước mắt hắn có bốn cái thần thú bên trong xấu nhất một cái bạch phất tay đem nhỏ cổ điêu thu hồi đang điền một bên đi trở về vị trường thiên một bên tự hỏi một cái vừa rồi không có rảnh nghĩ lại vấn đề trương lão đầu tất nhiên sẽ thiêu nguyệt kiếm khả năng này là làm đương thời trên duy nhất một loại có thể thương tổn được khí vận thần thú thần thông mà hắn còn nói qua tự mình từng một kiếm trảm diêm la. Cho nên, hắn 99% chính là cái kia thần bí kiếm khách. Về phần tại sao Lý Kỳ nói cái kia kiếm khách họ chu? Đây là vấn đề nhỏ, tạm thời không cần suy nghĩ nhiều. Hiện tại mấu chốt nhất là không biết rõ trương lão đầu cùng A cẩu phải chăng an toàn. Dù sao bùi đại quân đã phái sát thủ đi cản giết bọn hắn. May mắn tự mình trước đây vì để phòng vạn nhất sớm tìm chút tiêu sư đi đón, tốt xấu nhiều nhất trọng bảo hộ. Nhưng vẫn là không quá bảo hiểm không được tự mình liền tự mình đi một chuyến. Ân, đi trước tìm tới bùi đại quân hỏi thăm rõ ràng lại nói. Dưới chân bộ pháp không khỏi tăng nhanh mấy phần, bây giờ đã gần đến giờ sửu, đường phố lên sớm không nửa cái người đi đường, chỉ có mấy nhà cửa hàng không có thu hồi chiêu cờ tại trong gió đêm nhẹ nhàng lay động. Ngụy Trường Thiên lại ngẩng đầu nhìn một chút treo ở giữa không trung minh nguyệt, đột nhiên hồi tưởng lại vừa rồi trải qua tâm ma huyễn cảnh. Bây giờ tự mình đã thanh tĩnh, tự nhiên minh bạch những cái kia vong hồn đối với mình chất vấn kỳ thật có rất nhiều lỗ thủng, cũng rõ ràng cái này chỉ là cổ điêu hoặc là nói diêm la nhiễu loạn địch nhân tâm trí thủ đoạn thế nhưng là không thể không thừa nhận lúc ấy trong lòng mình ấy nấy nhưng cũng là chân thực tồn tại cho nên những người kia thật phải chết a à. ngụy trường thiên kỳ thật trong lòng minh bạch đáp án của vấn đề này khẳng định là phủ định sau đó hắn liền lại nghiêm túc suy tư một cái nếu để cho mình bây giờ lại tuyển một lần hắn sẽ hay không làm ra cùng trước đây khác biệt lựa chọn Tục dưới bóng đêm thân mang áo đen tuấn lãng nam tử đột nhiên dừng một cái bước chân chợt tiếp tục sải bước hướng về phía trước ân sẽ không chương 323, hành tiên thời cơ một khắc đồng hồ về sau vị trường thiên lần nữa về tới kia tòa nhà tiểu viện vừa rồi ngắn ngủi giao thủ cũng không gây nên người nào chú ý bởi vậy dưới mắt chung quanh vẫn là yên tĩnh như thường chỉ có kia thiên phòng bên cạnh tản mát gỗ vụn chứng minh nơi đây vừa mới trải qua cái gì có chút cẩn thận xuyên thấu qua cửa sổ hướng vào phía trong nhìn thoáng qua rút ra lậu ảnh đao chậm rãi đi vào thiên phòng bên trong trước đây đốt ánh đến sớm đã dập tắt ngã trong vũng máu bùi đại quân không nhúc nhích tại yếu ớt dưới ánh trăng nhất thời khó mà phân biệt chết sống ngụy trường thiên từng bước một đi qua thời khắc cảnh giác cái sau đột nhiên nhảy dựng lên cho mình biểu diễn cái xác chết vùng dậy bất quá cuối cùng không phải đang quay cương thi phim cho nên thẳng đến ngụy trường thiên dùng sống đao cho bùi đại quân trở mình cái sau cũng từ đầu đến cuối không có bất kỳ động tác gì chết a à. híp híp mắt cuối người thăm dò một cái bùi đại quân hơi thở rất yếu ớt, bất quá đứt quả ngược lại là chưa ngừng. Điều này nói rõ bùi đại quân tại cứng rắn chịu tầng chính thu một trưởng về sau vậy mà sống tiếp được. Nhưng liền loại này tình huống, đoán chừng cách cái chết cũng không xa. Làm sơ suy nghĩ, vừa cẩn thận kiểm tra một lần trong phòng các nơi chi tiết, xác định sẽ không có gì có giá trị manh mối. Ngụy trường thiên tiện tay cầm lên ngất đi bùi đại quân, sau đó đi ra thiên phòng, từ trong ngực lấy ra một chi lệnh hỏa. Đây là trước đó bùi đại quân giao cho mình, nói là gặp được khẩn cấp tình huống có thể sử dụng, thấy lệnh hỏa sau chung quanh gõ mỏ cầm canh người liền cũng sẽ ở trước tiên chạy đến trợ giúp. Chật chật chật, cũng không biết rõ đợi lát nữa những người này nhìn thấy bùi đại quân bộ dáng này sẽ là phản ứng gì. Nói thầm trong lòng một câu, chật vặn vẹo ống trúc dưới đáy cơ quan. Sư. ầm, um. To lớn màu vàng kim cánh hoa ở không trung nở rộ, chiếu sáng phụng nguyên thành một góc. Tảng mát ở trong thành gõ mỏ cầm canh người nhao nhao ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời đêm, chật hướng về kia kim hoa chỗ chiếu rọi vị trí gấp chạy mà đi. Mà cùng lúc đó, cách xa nhau hơn 10 dặm bên ngoài nào đó đầu ngõ hẻm làm bên trong, Tần Chính Thu lại sắc mặt khó coi chậm rãi ngừng bước chân. Ai? Một đầu như ngưu đại tiểu nhân hồng ngư ngay tại đỉnh đầu hắn vừa đi vừa về trường, bất quá Tần Chính Thu nhưng không nhìn thấy nó, chỉ là nhìn qua ngõ hẻm làm cuối cùng khe khẽ thở dài. Đối phương có thể xuyên tường thần thông thực sự quá có lợi tại tại loại này địa hình phức tạp bên trong chạy trốn, cho nên hắn cuối cùng vẫn là không thể đuổi theo. Nhưng hắn cũng lợi dụng thiêu nguyệt kiếm pháp đã thương nặng yêu vật kia, bởi vậy cũng không tính là là không có chút nào thu hoạch. Thiêu Nguyệt kiếm. Chân mày hơi nhíu lại, thân hình lắc một cái, chấn rơi áo bào trên bụi đất. Tần Chính Thu lập đi lặp lại nhớ lại vừa rồi tự mình thi triển Thiêu Nguyệt kiếm lúc tràn cảnh, trên mặt biểu lộ có chút phức tạp. Từ đăng đường đến Thuần Thanh, hắn lại có không sai biệt lắm mấy chục ngày liền có thể đem Thiêu Nguyệt kiếm luyện đến tiểu viên mãn. Bình thường luyện kiếm lúc cảm giác cũng không làm sao rõ ràng, nhưng vừa rồi toàn lực thi triển kiếm pháp thời điểm, loại kia bị người thao túng cảm giác khó chịu lại hết sức kịch liệt. Tần Chính Thu biết rõ đây cũng không phải là tẩu hỏa nhập ma, nhưng lại minh bạch cái này có lẽ so tẩu hỏa nhập ma còn muốn đáng sợ. Dù sao thế gian tuyệt sẽ không có bực này tiện nghi chuyện tốt. Một cái tập đến đơn giản, quy lực lại lớn đến không hợp thói thường kiếm pháp, phía sau định ẩn giấu đi giá cả to lớn. Bất quá. Tần Chính Thu cũng không chuẩn bị như vậy dừng lại. Bởi vì hắn tại thiêu nguyệt kiếm bên trong cảm nhận được một tia đột phá nhất phẩm thời cơ. Kỳ thật nói là cảm thụ cũng không quá chuẩn xác càng giống là có một cái vô cùng làm cho người tinh phục thanh âm trong đầu lặp đi lặp lại nhắc nhở lấy hắn chỉ cần một mực luyện tiếp ngươi liền có thể bước vào nhất phẩm thậm chí là hành tiên sau nửa canh giờ phủ công chúa thoi thóc bùi đại quân đã bị đưa trở về lúc này ngay tại cái nào đó trong phòng khách tiếp nhận trị liệu bất quá theo ngự y nói tới hy vọng không lớn nhiều lắm là cũng liền có thể để cho hắn lại kéo dài hơi tàn một trận chính là như vậy sở huynh ngươi cảm thấy nhóm chúng ta tiếp xuống nên làm cái gì đứng tại bên ngoài phòng ngụy trường thiên đem đêm nay phát sinh sự tình từ đầu chí cuối nói với sở tiên bình một lần cái sau sau khi nghe xong thậm chí đều không có hỏi tần chính thu bên kia tình huống mà là lập tức liền đem tầm quan trọng nhất công tử bây giờ đây hết thảy mấu chốt đều trên người trương lão tiền bối đã bùi đại quân đã phái đi sát thủ khi trương lão tiền bối lúc này tình cảnh liền 10 phần nguy hiểm ta lo lắng thạch môn tiêu cục ứng phó không được nhóm chúng ta nhất định phải lập tức lại phái người tiến đến tiếp ứng từng xác thực Ngụy Trường Thiên trầm ngâm một lát, sau đó hạ quyết tâm, "Như vậy đi Sở huynh, dưới mắt chuyện quá khẩn cấp, lại từ phụng nguyên tìm người đi tiếp ứng chỉ sợ quá chậm." "Vương Tiêu đầu bọn hắn không phải đã tiếp vào Trương lão đầu rồi sao?" Người đi trước Thạch Môn Tiêu cục hỏi một chút bọn hắn lúc này ở đâu, sau đó ta cùng Lý Ngô Đồng hoặc là Lý Kỳ thương lượng một chút, để phụ cận quan phủ trực tiếp phái người đem bọn hắn hộ tống trở về. Như thế càng tốt hơn." Sở Tiên Bình lập tức lên tiếng, "Ta cái này đi Thạch Môn Tiêu cục." "Được." Ngụy Trường Thiên gật gật đầu. Đồng thời đem Vân Nhãn triệu ra bên ngoài cơ thể, mệnh lệnh cái sau đi theo Sở Tiên Bình. Tự mình trải qua một lần diêm la chi nhãn quy lực về sau, Ngụy Trường Thiên hiện tại rất lo lắng Bạch Hữu Hằng sẽ đối với bên cạnh người khác ra tay, cho nên nhất định phải càng thêm cẩn thận một chút. Nhìn xem Sở Tiên Bình mang theo Vân Nhãn bước nhanh ly khai, lại quay đầu liếc qua trong phòng đang tiếp thụ cứu giúp Bùi Đại Quân. Ngụy Trường Thiên vừa chuẩn bị thừa lúc này uống miếng nước, ngoài phòng chờ đợi đã lâu lý Ngô Đồng lại là đi đến. Nàng kỳ thật đã sớm tới bất quá vừa rồi gặp ngụy trường thiên ngay tại nói chuyện với sở tiên bình cho nên liền một mực chờ ở bên ngoài công chúa điện hạ phối hợp rót chén trà lạnh ngụy trường thiên vừa uống vừa hỏi thế nào ngụy công tử tối nay xảy ra chuyện gì lý ngô đồng mặc dù cực lực muốn để cho mình biểu lộ lãnh đạm một chút nhưng giữa lông mày vội vàng chi sắc lại cuối cùng khó mà hoàn toàn giấu a à, ta gặp được diêm la ngụy trường thiên ngược lại là không có dấu giếm dăm ba câu liền đem đêm, đêm nay cắt xén bản trải qua lại nói một bên cái gì bùi đại nhân lại là diêm la mật thám lý ngô đồng bỗng nhiên trừng to mắt theo bản năng bước một bước về phía trước bất quá nàng rất nhanh liền đã nhận ra sự thất thố của mình cho nên chợt lại ra vẻ bình tĩnh hỏi lại vậy ngươi nhưng cùng diêm la giao thủ qua rồi Ừm, nhưng không thể giết nó ngụy trường thiên than nhẹ ai bây giờ ông ngoại của ta còn tại truy bất quá khả năng cũng sẽ đồng dạng không công mà lui thật sao lý ngô đồng ngữ khí có chút do dự nàng rất muốn hỏi hỏi ngụy trường thiên có bị thương hay không nhưng nghĩ tới chuyện phát sinh ngày hôm qua liền lại sinh sinh đem nói nuốt trở vào, chỉ là lặng lẽ trên dưới đánh giá một phen Ngụy Trường Thiên, gặp cái sau trên thân cũng vô thương khẩu tài âm thầm nhẹ nhàng thở ra. Ngụy công tử, như có chuyện gì cần bản cung hỗ trợ ngươi cứ mở miệng. Tạ à, công chúa điện hạ, đã như vậy. Ngụy Trường Thiên cười nói, ta còn thực sự có một chuyện nghĩ mời công chúa hỗ trợ. Công tử cứ nói đừng ngại. Lý Ngô Đồng sắc mặt trong nháy mắt trở nên vô cùng nghiêm túc, chỉ cần cùng diêm la sự tình có quan hệ bản cung cho dù làm không được cũng sẽ đi cầu phụ hoàng không có phiền toái như vậy ngụy trường thiên đứng dậy nói ra bây giờ có một người ngay tại tiến về phụng nguyên trên đường bất quá hắn có lẽ sẽ có nguy hiểm còn xin công chúa thông báo ven đường phủ nha một tiếng mời bọn hắn phái người nhất định phải đem người này an toàn hộ tống đến phụng nguyên tiếp người lý ngô đồng theo bản năng hỏi người này là ai hắn ngụy trường thiên dừng một chút sau đó tại lý ngô đồng nhìn chăm chú chậm rãi trả lời có lẽ chính là 60 năm trước từng chém giết qua Diêm La thần bí kiếm khách. Chương 324, làm cho người như rơi vào hầm băng di ngôn. Cái, cái gì? Nghe được người này lại là có thể là 60 năm trước thần bí kiếm khách, Lý Ngô Đồng rốt cuộc không cách nào che đậy kính trên mặt kinh ngạc. Ngụy công tử, ngươi nói thế nhưng là thật. Ta lừa ngươi làm gì? Ngụy Trường Thiên nhếch miệng, bất quá việc này dưới mắt chỉ là phán đoán của ta, hết thảy cần đợi đến hắn sau khi đến mới có thể làm rõ ràng. Tốt. Ta biết rõ. Lý Ngô Đồng hô hấp càng phát ra gấp rút, thậm chí đều quên gọi mình là bản cung. Bất quá nàng rất nhanh lại đã nhận ra một tia không đúng. Ngụy công tử, khi kiếm khách thân thủ trên đời vô song, ngươi lại nói hắn có lẽ sẽ có nguy hiểm. Lý Ngô Đồng hồ nghi nói, nhưng không biết đến tột cùng là bực nào nguy hiểm. Cái này, hắn hiện tại đừng nói trên đời vô song, thực lực chỉ sợ liền công chúa ngươi một người thị vệ cũng không bằng. Ngụy Trường Thiên lắc đầu, việc này nói rất dài dòng, về sau có cơ hội ta sẽ nói lại cùng ngươi nghe về sau có cơ hội chính là lại không cơ hội. Lý Ngô Đồng đương nhiên minh bạch Ngụy Trường Thiên trong lời nói chi ý, cho nên trong lòng kia cổ vẻ bất mãn liền lại nổi lên. Hừ, giống như ai nguyện ý nghe đồng dạng. Ngụy công tử không muốn nói liền không nói, bản cung vốn cũng không nghĩ biết rõ. Trên mặt lại khôi phục lạnh lùng biểu lộ, khép váy ngồi xuống ghế dựa. Lý Ngô Đồng bưng một một lát giá đỡ, sau đó mới liếc mắt nhìn về phía Ngụy Trường Thiên, hỏi lại. Bất quá Ngụy công tử đã biết rõ chuyện thế này, chắc hẳn cùng kia kiếm khách rất là quen thuộc. Ừm, coi như. Hồi tưởng lại cái kia cái gì thời điểm đều một thân mùi rượu, cả ngày dựa vào cờ ca rô khắp nơi đi lừa gạt hỏng bét lão đầu nhi, Ngụy Trường Thiên đột nhiên liếc mắt, sửa lời nói. Hai ta không có chút nào quen. Thật sao? Lý Ngô Đồng sững sờ, rốt cuộc tìm được mỉa mai Ngụy Trường Thiên cơ hội. Bản cung nghĩ đến cũng là như thế. Tục ngữ đều nói kỳ ký không thể cùng thôi con lừa là tứ, mà Phượng Hoàng không thể cùng yến tước là nhóm khi kiếm khách bất luận hiện tại như thế nào, trước đây lại là không người có thế địch tuyệt đỉnh cao thủ, cũng là lòng mang thiên hạ cái thế anh hùng. Người kiểu này bên trong chi long chắc hẳn cũng không sẽ cùng ngụy công tử loại người như ngươi xen lẫn trong một chỗ. Ngụy công tử, bản cung nhanh mồm nhanh miệng, mong rằng ngươi thứ lỗi. Tốt gia hỏa, ngươi nha thật đúng là một điểm thua thiệt đều ăn không được. Ngụy Trường Thiên biết rõ Lý Ngô Đồng còn tại ghi hận tự mình đối nàng tuyệt tình, nhưng dù sao chuyện ngày hôm qua đúng là tự mình tổn thương người ta, cho nên cũng lần đầu tiên không có đổi trở về, chỉ là cười cười không nói thêm gì nữa mà mọi người đều biết cãi nhau lúc gặp được loại này mắng không cãi lại người là phiền nhất tự như là một quyền đánh vào trên bông Lý Ngô Đồng gặp Ngụy Trường Thiên không để ý tự mình lập tức chỉ cảm thấy trong lòng càng khó chịu Ngụy công tử ngươi nàng nhanh chóng tổ chức một cái tiếng nói chuẩn bị lập tức phát động đợt thứ hai tiến công bất quá mới các loại câu nói này mở cái đầu bên cạnh trong phòng lại có một cái ngự y vội vã đi ra Ngụy công tử công chúa điện hạ Bùi đại nhân tỉnh bùi đại quân mặc dù tỉnh nhưng là cũng không đại biểu hắn liền không sao vừa vặn tương phản theo ngự y nói tới hắn bây giờ nhiều nhất còn có nửa khắc đồng hồ có thể sống sở dĩ hiện tại có thể mở mắt nói chuyện hoàn toàn là bởi vì tại dược hiệu tác dụng dưới hồi quan phản chiếu đương nhiên ngụy trường thiên có hệ thống tự nhiên có thể cứu sống hắn bất quá ai sẽ đầu óc hỏng đi cứu địch nhân mệnh bùi đại nhân nói một chút đi ngươi là như thế nào cùng diêm la liên lạc hơi híp cặp mắt ngụy trường thiên ngữ khí vô cùng băng lãnh ngươi nếu là chịu chi tiết bàn giao ta lát nữa liền có thể cho ngươi thống khoái ngươi nếu là không nói ta không ngại để ngươi trước khi chết đoạn này thời gian bên trong nếm thử muốn chết không xong ra sao tư vị dù sao bất luận như thế nào ngươi cũng không sống nổi liền cũng không cần thiết lại vì diêm la bán mạng đi thời gian cấp bách muốn hỏi lại có rất nhiều ngụy trường thiên không có rảnh kéo những cái kia có không có vừa lên đến liền đi thẳng vào vấn đề nhưng ai biết bùi đại quân phản ứng lại hoàn toàn ra khỏi dự liệu của mình ngươi ngươi là ai diêm la ta vì sao có thể cùng diêm la liên lạc đây là cái gì tình huống mất trí nhớ rồi vẫn là trang nhìn thấy bùi đại quân biểu hiện như vậy ngụy trường thiên không khỏi vì đó sững sờ hắn từng dự đoán qua bùi đại quân sẽ chết không mở miệng thật không nghĩ đến vậy mà tới một màn như thế bùi đại nhân ngươi cũng đã sắp chết đến nơi hành động như vậy lại có ý nghĩa gì ngữ khí đột nhiên tăng thêm ngụy trường thiên trầm giọng quát ta khuyên ngươi vẫn là không muốn làm những này vô dụng tiến hành nhanh lên đem ngươi biết Diêm La sự tình nói hết ra, có lẽ còn có thể bảo toàn ngươi bùi gia thanh danh. Diêm, Diêm La. Nhìn xem hung thần ác sát Ngụy Trường Thiên, bùi đại quân hô hấp càng phát ra gấp rút, biểu lộ cũng càng phát ra thống khổ. Ta, ta không biết rõ, ta thật không biết rõ. Ta, ta chỉ là giống như trong giấc mộng, một cái không tỉnh được ác mộng. Ác mộng. Ngụy Trường Thiên sững sờ, đột nhiên nghĩ đến cái gì? Ngươi mộng thấy cái gì? Vấn đề này phản phất nhảy lên bùi đại quân nào đó dây thần kinh, hắn đột nhiên trừng lớn hai mắt thanh âm lập tức trở nên vạn phần hoảng sợ người chết tất cả đều là bị ta giết chết người chết bọn hắn vây quanh ta không ngừng hỏi ta gì muốn giết bọn hắn hắn bọn hắn ở trước mặt ta khóc ở trước mặt ta cười ta muốn chạy nhưng là thân thể lại không động được a à. tràn đầy sợ hãi tiếng la vô cùng làm người ta sợ hãi bùi đại quân thân thể điên cùng run rẩy đã bị băng bó ở vết thương cũng lần nữa bắt đầu rướng máu mà ngụy trường thiên dưới mắt cũng rốt cuộc tin tưởng hắn không phải trang xem ra bùi đại quân cũng không có như tự mình đồng dạng tránh thoát tâm ma huyễn cảnh mà là một mực hãm ở bên trong cho tới bây giờ mới để giải thoát ai nhìn qua nam nhân điên điên khùng khùng bộ dáng ngụy trường thiên dưới đáy lòng thở dài có thế ngồi lên gõ mỏ cầm canh người người đứng thứ hai vị trí bùi đại quân trước đây tuyệt đối là loại kia trước núi thái sơn sụp đổ mà sắc không thay đổi tâm lý năng lực chịu đựng cực mạnh người chỉ có như vậy một cái nam nhân lại bị tâm ma tra tấn cho tới bây giờ hoàn cảnh, hắn tại huyễn cảnh bên trong trải qua cái gì liền có thể nghĩ mà biết. Ngụy Trường Thiên Minh Bạch bây giờ bùi đại quân đoán chừng cái gì cũng không biết rõ, cho nên suy nghĩ một lát sau liền hỏi ra một cái duy nhất có thể sẽ đạt được câu trả lời vấn đề. Bùi đại nhân. Nói cho ta ngươi tại làm cái này mộng trước đó xảy ra chuyện gì? Chi, trước đó. Bùi đại quân thân thể chậm rãi không còn run rẩy, thanh âm cũng từ điên trở nên bình ổn. Đây cũng không phải là bởi vì hắn đã bình tĩnh lại, mà là bởi vì hắn cự ly tử vong đã rất gần rất gần. Mặc dù bây giờ Bùi Đại Quân cũng không nhận ra Ngụy Trường Thiên, nhưng bởi vì đã cơ bản đã mất đi độc lập năng lực suy tư, cho nên hắn vẫn là tại điểm cuối của sinh mệnh thời khắc bản năng tự hỏi vấn đề này. Tại ác mộng tiến đến trước đó, đến cùng xảy ra chuyện gì? Ta, ta nhìn thấy. Có, có người. Trong đại não vốn là hỗn loạn suy nghĩ đã cơ hồ đình trệ, bất luận Bùi Đại Quân như thế nào hồi ức, nhưng này phó mơ hồ hình tượng nhưng thủy chung khó mà nhìn thấy có phải hay không Bạch Hữu Hằng? Lúc này, Ngụy Trường Thiên đột nhiên lên tiếng nhắc nhở. Bạch Hữu Hằng. Oanh. Làm cái tên này vang vọng bên tai lúc, rơi vào ác mộng trước cuối cùng một bộ tràn cảnh rốt cục có một cái chớp mắt rõ ràng. Là, là Bạch Hữu Hằng. Bùi đại quân con ngươi đột nhiên trở nên chỉ có hạt đậu lớn nhỏ, hắn há to mồm tựa như là đang nói cái gì, nhưng hơi thở mong manh thanh âm cũng đã gần như tại không. Ngụy Trường Thiên lập tức cúi người đem lỗ tai dán tại Bùi Đại Quân không ngừng trương hợp bên miệng, sau đó rốt cục nghe rõ cái sau trước khi Lâm Chung Câu nói sau cùng. Mà cũng chính là câu nói này, lại khiến cho Ngụy Trường Thiên chỉ cảm thấy phản phất đột nhiên rơi vào mùa đông khắc nghiệt trong hầm băng, lạnh lẽo thấu xương, thậm chí một lần hoài nghi mình phải chăng còn bị vây ở Diêm La chế tạo trong cơn ác mộng, đến nay cũng không tỉnh lại. Trả, còn có một người. Là, là Đại Ninh Hoàng đế. Ninh, Ninh Vĩnh Niên. Chương 325, A cẩu hứa hẹn. Ninh Vĩnh Niên. Nếu không phải bùi đại quân tại câu nói sau cùng bên trong minh xác chỉ ra cái tên này chủ nhân, Ngụy Trường Thiên thậm chí hoài nghi có phải hay không gặp cái gì trùng tên trùng họ ô long. Làm gõ mỏ cầm canh người người đứng thứ hai, bùi đại quân có thể nhận ra địch quốc hoàng đế cũng không hiếm lạ. Bởi vậy, nếu như không phải hắn cố ý cho mình truyền tình báo giả, như vậy dưới mắt tình huống liền rõ ràng cực kỳ. Bùi đại quân tại bị Diêm La khống chế trước đó, đồng thời thấy được Bạch Hữu Hằng cùng Ninh Vĩnh Niên hai người. Mẹ nó! nhưng bạch hữu hằng cùng ninh vĩnh niên vì sao lại làm cùng một chỗ mặc dù đều là thiên đạo chi tử nhưng bọn hắn một cái tại đại phùng một cái tại đại ninh ở giữa hẳn là không liên hệ chút nào mới đúng a à? chẳng lẽ nói hai người này kết minh rồi khi bọn hắn tại mưu đồ bí mật cái gì lại muốn chuẩn bị làm cái gì ngụy trường thiên châu mày suy nghĩ kỹ nửa ngày cũng không có đầu mối dù sao hắn thậm chí liền ninh vĩnh niên cùng bạch hữu hằng là cái gì thời gian gặp mặt ở nơi nào gặp mặt đều hoàn toàn không biết gì cả chỉ có thể phỏng đoán đây hết thảy đều phát sinh ở mình tới Phụng Nguyên trước đó. Mà bây giờ duy nhất người chứng kiến Bùi Đại Quân đã một mệnh ô hô, hết thảy tất cả đã không cách nào khảo chứng. Trừ phi có thể trực tiếp đối đầu Bạch Hữu Hằng hoặc là Ninh Vĩnh Niên. hít sâu vài khẩu khí, Ngụy Trường Thiên quyết định tạm thời không còn suy nghĩ việc này, trước dựa theo nguyên kế hoạch đem Diêm La giết đi lại nói. Vỗ vỗ ống tay áo đứng người lên, chậm rãi đẩy cửa phòng ra. Ngụy công tử. Ngoài phòng lập tức có mấy đạo ánh mắt tập trung tới. Bùi đại nhân chết rồi đem nó di thể thu liễm một cái đi đầu tiên là cùng mấy cái ngự y bàn giao một câu sau đó lại nhìn về phía lý ngô đồng ngụy trường thiên hơi ngưng lại không đợi nàng hỏi liền sớm nói ra công chúa ta cái gì cũng không hỏi ra tới thật sao lý ngô đồng rõ ràng không phải rất tin nhưng ngược lại là cũng không có hỏi nhiều cái gì chỉ là do dự một cái mới nghiêm mặt nhắc nhở ngụy công tử bùi đại quân là diêm la mật thám chuyện này liên quan đến gõ mỏ cầm canh tiếng người dự mong rằng ngươi không cần thiết lộ ra ra ngoài nhóm chúng ta sẽ cẩn thận điều tra gõ mỏ cầm canh người bên trong phải chăng còn có cái khác người khả nghi a à, biết rõ ngụy trường thiên gật gật đầu tùy ý đáp ứng một câu căn bản lười nhắc quản lý ngô đồng chuẩn bị làm gì càng không quan tâm xảy ra chuyện lớn như vậy sau gõ mỏ cầm canh người sẽ như thế nào tự ra tự cũ dù sao hắn hiện tại sớm đã không trông cậy vào gõ mỏ cầm canh người có thế tại diêm la sự tình bên trong giúp đỡ tự mình gấp cái gì thậm chí chỉ cần đừng làm trở ngại chứ không giúp gì liền không tệ công chúa bây giờ nơi này đã không có người chuyện gì các loại sở tiên bình trở về ta tự sẽ ngáp một cái ngụy trường thiên vừa chuẩn bị đem lý ngô đồng đuổi trở về bất quá đúng vào lúc này sở tiên bình lại là vừa vặn thần sắc vội vã xuất hiện tại hai người trong tầm mắt hả cái này trở về rồi sắc mặt làm sao khó coi như vậy chẳng lẽ nói sở huynh ngụy trường thiên lập tức cất bước nghênh đón nhíu mày hỏi thế nào biết được trương lão đầu bọn hắn bây giờ chỗ nơi nào a à? Sở Tiên Bình không có trả lời ngay, mà là lấy trước dư quan liếc qua Lý Ngô Đồng, gặp Ngụy Trường Thiên khẽ gật đầu sau mới trầm giọng nói ra. Công tử, trương lão tiền bối ngay tại mấy canh giờ trước đó vừa mới tại tây mạc sa mạc bên trong tao ngộ phục sát, may mà hắn kịp thời thi triển thần thông có thể đào thoát, chẳng qua hiện nay ở nơi nào lại là không được biết. A à, cẩu cô nương bị trương lão tiền bối cùng nhau mang đi, thạch môn tiêu cục một đám tiêu sư cũng phần lớn bình yên vô sự. Chỉ là... Chỉ là cái gì? Ngụy Trường Thiên thuận miệng hỏi một câu, đồng thời trong lòng âm thầm nhẹ nhàng thở ra. Xem ra trương lão đầu coi như có chút bản lĩnh thật sự, thế mà còn nắm giữ lấy một môn có thể dùng để chạy trối chết thần thông. Mặc dù không biết rõ bọn hắn chạy trốn tới chỗ nào, nhưng này chút thích khách đã lần này không có ám sát thành công, như vậy tiếp xuống liền sẽ không còn có cơ hội. Hạ quyết tâm không thể để cho trương lão đầu tái xuất sự tình, Ngụy Trường Thiên lo lắng lấy muốn hay không để Tần Chính Thu đi một chuyến đem trương lão đầu cùng A Cẩu tiếp trở về. Mà liền tại lúc này, Sở Tiên Bình trả lời lại làm hắn biểu lộ đột nhiên cứng ở trên mặt. Công tử, Vương Tiêu đầu chết rồi. Tay mạc ra mạc. Trong bóng đêm, màu nâu đen đại mạc thô kịch không che không đậy, đừng nói vết chân, liền liền phi điểu cũng nhìn không thấy một cái, phóng tầm mắt nhìn tới chỉ có hắc ám cùng hoang vu. Gió lớn gào thét mà qua, lôi cuốn lấy các vàng đâm vào từng tòa trên đồi cát, phát ra xa 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 hạt các ma sát thanh âm. Mà lúc này ngay tại một tòa đồi cát nhỏ mặt sau, một già một trẻ hai cái bóng người chính đại mắt trừng đôi mắt nhỏ, không biết rõ bọn hắn tiếp xuống nên đi bên nào đi. Gia yeah, Gia, yeah, nhóm chúng ta nên đi bên nào đi a? À? A à cậu đã tỉnh trụ, chính ông ấp bảo kiếm nháy mắt hỏi, ta nhớ được vừa rồi nhóm chúng ta là hướng về mặt trăng đi, khi bây giờ có phải hay không cũng muốn hướng phía mặt trăng đi. Tối nay trước không đi. Trương lão đầu biết rõ ở trong sa mạc lạc đường phong hiểm, lại thêm đám kia thích khách dưới mắt khẳng định ngay tại bốn phía tìm kiếm tung tích của mình, thế là hướng chu vi nhìn ra xa một phen sau liền quyết định các loại ngày mai ba ngày lại tính toán sau. A Cẩu đối với cái này đảo không có gì ý kiến, nghe vậy liền té nằm cùng các chỗ tránh gió sườn dốc bên trên, nhìn qua bầu trời đêm sững sờ xuất thần. Gia yeah, gia, yeah. cũng không biết trải qua bao lâu, nàng đột nhiên hỏi, Vương Bá Bá có phải hay không chết mất rồi? Ừm. Trương lão đầu cũng không có nói cái gì lời nói dối có thiện ý, chỉ là bình tĩnh nhẹ gật đầu, hẳn là chết rồi. A Cẩu lại hỏi, kia hắn có phải hay không vì bảo hộ nhóm chúng ta mới chết? Vâng. Trương lão đầu chậm rãi tại A Cẩu ngồi xuống bên người hắn đáp ứng ngươi sư huynh muốn hộ nhóm chúng ta chu toàn. Nhà. Ta biết rõ. A cậu nhỏ giọng trả lời một câu, biểu lộ buồn buồn. Hết thảy mới chung nhau bất quá hai ba ngày, muốn nói nàng cùng vương càng sâu bao nhiêu tình cảm khẳng định đàm không lên. Bất quá tiểu nha đầu trong lòng nhưng là có chút khổ sở. Gia gia, các loại ta trưởng thành ta cũng sẽ bảo vệ ngươi. Đột nhiên, A cậu không hiểu tới một câu như vậy hứa hẹn. Ha ha, ngươi một cái nữ hoa hoa. Trương lão đầu co nhẹ cười hai tiếng, cũng không đem câu nói này để ở trong lòng. Nhưng khi hắn đột nhiên nhớ tới vừa rồi A Cẩu giơ kiếm phóng tới mấy cái kia thích khách tràn cảnh lúc, trên mặt lại đột nhiên lộ ra một tia không dễ dàng phát giác vui mừng. Loại lời này chờ ngươi lớn lên lại nói. Ừm. A Cẩu cũng cảm giác không chịu được trương lão đầu cảm xúc biến hóa, chỉ là gật gật đầu, nhẹ nhàng ngáp một cái, da da, ta buồn ngủ. Vây lại liền ngủ một một lát. Trương lão đầu vỗ vỗ A Cẩu đầu, đợi cái sau ngủ sau mới dương mắt nhìn hướng không thấy một tia người ở chỉ có tinh quan lấp lóe phương xa, nhìn xem nhìn xem, hiền hòa biểu lộ dần dần thu lại, thay vào đó là mặt mũi tràn đầy bất mãn. hừ, cái kia nhiệt đồ chắc hẳn rất nhanh liền có thể biết mình gặp chuyện tin tức, biết rõ tự mình muốn đi phụng nguyên lại không tự mình đến tiếp, vậy mà chỉ là tìm mấy người tiêu sư chịu đựng sự tình, rõ ràng trong mắt liền không có chính mình cái này sư phụ. cũng chính là tự mình giữ lại điểm giữ nhà ngọn nguồn bản sự, nếu không hôm nay rất có thể liền muốn gãy ở chỗ này nghĩ như vậy chính mình cái này sư phụ giống như nên được không khỏi cũng có chút quá thất bại. Nghiệt đồ, ngươi cho lão phu chờ lấy. Chương 326, lẫn nhau điều tra. Đại Ninh, Hoàng Cung. Hô. Làm sao ngoài vạn dặm diêm la triệt để dung nhập hắc ám bên trong, biến mất vô tung vô ảnh thời điểm ngồi tại gian nào đó trong phòng tối bạch hữu hằng thì là hít sâu một hơi, chậm rãi mở mắt. Sắc mặt hắn tái nhật, biểu lộ âm trầm, trầm mặt sau một lúc lâu mới có hơi bất đắc dĩ lắc đầu. Mặc dù thân ở Đại Ninh Hoàng Cung, nhưng mượn từ Diêm La chi nhãn, hắn vẫn như cũ thấy rõ ràng đêm nay phát sinh hết thảy. Đầu tiên là Ngụy Trường Thiên không biết như thế nào truy xét đến Diêm La vị trí, đột nhiên gây khó khăn. Sau đó lại là thông qua ba cái kia đều không tương đồng khí vận thần thú dây hiểu tâm ma chủng. Lại về sau chính là có thể làm bị thương Diêm La thiêu nguyệt kiếm pháp, cùng mình bị cướp đoạt đi thiên đạo khí vận. Bạch Hữu Hằng thân là thiên đạo chi tử, không chỉ có thể nhìn thấy tất cả khí vận thần thú, cũng biết rõ rất nhiều có quan hệ thiên đạo bí mật. Cũng nguyên nhân chính là như thế, hắn mới càng phát ra không hiểu đêm nay ngụy trường thiên chỗ cho thấy đủ loại năng lực hắn thậm chí đều không biết mình đến cùng xem như may mắn hay là bất hạnh vì cái gì vì cái gì ngụy trường thiên có thể cướp đoạt ta khí vận hắn lại là như thế nào biết được cổ điêu vị trí cái kia tên là thiêu nguyệt kiếm pháp lại là chuyện gì xảy ra vô số vấn đề chen chúc tại não hải nhưng bạch hữu hằng càng nghĩ nhưng thủy chung không hiểu được hắn lại tại bộ đoàn bên trên ngồi một một lát sau đó đột nhiên lên tiếng quát khẽ người tới bạch công tử rất nhanh, cửa phòng đẩy ra, một cái tiểu thái giám đi tới xoay người hỏi, không biết ngài có gì phân phó. Ta muốn gặp Ninh Vĩnh Niên. Bạch Hữu Hằng hiếp hiếp mắt, ngữ khí không có chút rung động nào cường điệu nói. Hiện tại, Hoàng thượng, có quan hệ ngụy trường thiên. Nhìn xem thần sắc bình tĩnh Ninh Vĩnh Niên, Bạch Hữu Hằng rốt cục dẫn đầu phá vỡ trầm mặt, ngươi tựa như đối với hắn sự tình có chỗ giấu giếm A. Ừm. Ninh Vĩnh Niên cười hỏi lại, chẳng không biết công tử lời ấy ý gì. Hoàng thượng, Hai người chúng ta đã tạm thời là đồng minh quan hệ, ngươi lại như vậy làm việc, không khỏi cũng quá không chân thành chút. Bạch Hữu Hằng tự hồ căn bản không thèm để ý ngồi đối diện chính là Đại Ninh Thiên tử, trực tiếp biểu môi châm chọc nói, "Ngụy Trường Thiên không chỉ có thể chém giết nhị phẩm, cũng có thể cướp đoạt người khác thiên đạo khí vận, điểm này ta nghĩ hoàng thượng ngươi chỉ sợ sớm đã biết rõ đi." Trong tay bút lông đột nhiên dừng lại, Ninh Vĩnh Niên bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn về phía Bạch Hữu Hằng, thật lâu về sau mới nhẹ nhàng cười nói, "Bạch công tử, nói như vậy" ngươi cổ điêu cũng bị ngụy trường thiên. Vâng. Bạch Hữu Hằng cũng không che lấp, trực tiếp điểm gật đầu đêm tối nay tại Phụng Nguyên chuyện phát sinh nói một lần. Hoàng thượng, bây giờ cự ly ngày 15 tháng 7 còn có hơn tháng, nếu như ngụy trường thiên lại nhiều đến mấy lần, chắc hẳn kế hoạch của chúng ta liền vô cùng có khả năng không cách nào thành công. Cho nên, còn xin ngươi chớ có dấu giếm nữa có quan hệ kẻ này sự tình, để tránh đợi đến thất bại trong gan tất lúc mới hối tiếc không kịp. 3. Thấm lấy bực bút lông sói bút bị nhẹ nhàng đặt trở lại giá bút phía trên, Ninh Vĩnh Ni nhíu mày nhìn vẻ mặt nghiêm túc Bạch Hữu Hằng, trầm giọng hỏi ngược lại. Bạch công tử, ngươi vừa mới nói ngụy trường thiên thể nội lại tàn có ba cái thiên đạo thần thú. Không sai. Bạch Hữu Hằng gật gật đầu, danh ngư, vân nhạn, hoàng long. Hoàng long hai chữ Bạch Hữu Hằng cố ý nhấn mạnh, bất quá Ninh Vĩnh Niên nghe vậy cũng không có cái gì tức giận hoặc là lúng túng biểu lộ. Hắn chỉ là yên lặng suy tư một hồi lâu, sau đó mới mở miệng lần nữa nói ra. Bạch công tử, liên quan tới ngụy trường thiên, ngươi còn muốn biết rõ cái gì? đại phụng, phủ công chúa. Vương càng chết rồi. Làm Ngụy Trường Thiên nghe được Sở Tiên Bình nói ra câu nói này lúc, trong lòng cảm xúc tự nhiên có chút phức tạp. Hắn không biết rõ cụ thể quá trình, nhưng nghĩ đến kẻ giết người khẳng định là Bùi Đại Quân phái đi những cái kia hung thủ. Ai? Cùng Sở Tiên Bình liếc nhau, Ngụy Trường Thiên trầm mặt nửa ngày, hỏi: Bọn hắn là ở nơi nào xảy ra chuyện? Tây Mạc Sa Mạc. Sở Tiên Bình rất mau trở lại đáp, cụ thể vị trí còn phải chờ thạch môn tiêu cục tiêu sư sau khi trở về mới có thể biết rõ ừm gật gật đầu ngụy trường thiên quay đầu nhìn về phía lý ngô đồng công chúa ngươi cũng nghe đến còn xin ngươi lập tức hạ lệnh mệnh phụ cận phủ nha phái ra nhân thủ toàn lực lùng bắt thích khách đồng thời dựa theo chân dung tìm người ta biết rõ lý ngô đồng mặc dù còn có rất nhiều chuyện không có hiểu rõ nhưng vẫn như củ nhẹ gật đầu biểu thị tự mình sẽ làm theo mà về phần ngụy trường thiên sở huynh diêm la tối nay bị này trọng thương chắc hẳn tối thiểu nhất sẽ có mấy ngày không dám lộ diện vừa vặn ta có chút không yên lòng trương lão đầu cùng a cẩu liền nhờ vào đó cơ hội đi một chuyến ngươi cùng ta ông ngoại liền lưu tại phụng nguyên thành nếu có khẩn cấp tình huống có thế đốt ngọc cho ta biết rất rõ ràng ngụy trường thiên đây là quyết định muốn đích thân đi đón trương lão đầu sở tiên bình đối với cái này khẳng định không có gì ý kiến chỉ là gật đầu hỏi công tử ngươi chuẩn bị khi nào xuất phát tự nhiên là càng nhanh càng tốt nguyễn trường thiên mắt nhìn lý ngô đồng dọn dẹp một chút nhóm chúng ta đêm nay liền đi a à. lý ngô đồng bị câu nói này khiến cho sững sờ nhìn quanh một vòng sau mới chỉ mình cái mũi khó hiểu nói ngươi ngươi nói là ta muốn đi theo ngươi a à? đương nhiên Ngụy trường thiên chuyện đương nhiên gật gật đầu các địa phủ nha nếu như tìm tới người khẳng định sẽ hồi báo cho ngươi bởi vậy ngươi tự nhiên muốn đi theo ta nhà lý ngô đồng sững sờ trừng mắt nhìn còn giống như không hoàn toàn lấy lại tinh thần vậy vậy nhóm chúng ta cái gì thời điểm đi a à? Cho ngươi một canh giờ chuẩn bị, sau đó nhóm chúng ta liền đi." Ngụy Trường Thiên ra lệnh, "Làm nhanh lên, ta sẽ không chờ ngươi." "A à, a à, a, à, hiểu rồi." Lý Ngô Đồng nghe xong thời gian như thế gấp gáp, đáp ứng một câu liền lập tức quay người ly khai. Bất quá chờ nàng đi ra vài chục bước nhưng lại đột nhiên dừng lại thân thể quay đầu nhìn sang, trên mặt đều là bừng tỉnh đại ngộ phẫn nộ cùng bất mãn. "Không đúng rồi. Hắn dựa vào cái gì có thể như thế mệnh lệnh tự mình? Tự mình lại vì cái gì phải đáp ứng hắn?" Lý Ngô Đồng càng nghĩ càng không đúng kình, liền muốn lấy chạy về đi cùng Ngụy Trường Thiên hảo hảo nghị luận một phen. Song khi nàng xa xa nhìn thấy Ngụy Trường Thiên trao mày, cùng Sở Tiên Bình nghiêm túc thảo luận cái gì bộ dáng lúc, liền lại không tự chủ bỏ đi ý nghĩ này. Được rồi được rồi, bất kể nói thế nào hắn cũng là vì có thể sớm ngày đem Diêm La đền tội. Hừ. Mặc dù lần này không tính toán với hắn, nhưng lần sau tự mình nhất định phải đem tràng tử tìm trở về. Tự mình cũng không phải dễ khi dễ. Lặng lẽ quyết định, Lý Ngô Đồng rất nhanh liền lần nữa đi xa, váy đen cũng cùng bóng đêm hòa thành một thể. Mà Ngụy Trường Thiên cũng vào lúc này đem ánh mắt nhìn về phía Sở Tiên Bình. Ngữ khí của hắn đột nhiên trở nên vô cùng nghiêm túc, thanh âm cũng ép tới rất thấp. "Sở huynh, nói cho đồng chu hội, để bọn hắn tra một chút Ninh Vĩnh Niên gần nhất đều với ai có tiếp xúc, có một người càng là muốn càng chú ý." "Công tử, người này là ai?" Bạch Hữu Hằng. Chương 327, lão phu đồ nhi họ Ngụy tên Trường Thiên. Một canh giờ sau, Ung ục ùng ục. Bánh xe vượt trên đá xanh lộ diện, mấy chục kỵ hộ tống một chiếc xe ngựa chậm rãi nhanh chóng cách rời phủ công chúa. Đã trở về tầng chính thu cùng Sở Tiên Bình cùng nhau đứng tại cửa ra vào đưa mắt nhìn đám người ly khai, bên cạnh hai người còn Phiêu đãng một cái không người có thể gặp màu đỏ cá lớn. Bởi vì lo lắng cho mình rời đi mấy ngày nay bên trong bị Diêm La chui chỗ trống, cho nên Ngụy Trường Thiên trực tiếp giữ doanh ngư lại giữ chức môn thần. Cứ như vậy tối thiểu nhất tầng chính thu cùng Sở Tiên Bình liền sẽ không rơi vào đến tâm ma trong ảo cảnh dẫn đến rơi vào cái giống như bùi đại quân hạ tràng tần giáo chủ không biết ngài cùng diêm la lúc giao thủ nhưng từng cùng hắn đối mặt qua thu tầm mắt lại sở tiên bình nhìn như tùy ý hỏi hướng tần chính thu nó lại nhưng từng thi triển qua chiêu thức gì đối mặt ngược lại là có tần chính thu gật gật đầu bất quá lão phu cũng không phát giác được có gì dị dạng về phần chiêu thức a diêm la từ đầu đến cuối cũng không từng đi ra một chiêu thật sao sở tiên bình biểu lộ có một cái chớp mắt nhỏ bé không thể nhận ra biến hóa gật gật đầu sau liền không nói thêm gì nữa. Ngụy Trường Thiên đã nói cho hắn qua Bạch Hữu Hằng cùng Diêm La quan hệ trong đó, bởi vậy sở tiên bình giờ phút này cũng không phải là đang tự hỏi Diêm La đến tục cùng là cái gì. Loại vấn đề này. Hắn bây giờ chân chính lo lắng, kỳ thật chỉ có Bạch Hữu Hằng cùng Ninh Vĩnh Niên trong bóng tối mưu đồ sự tình. Đứng tại sở tiên bình thị giác, hai kẻ như vậy sở dĩ có thể cấu kết đến cùng một chỗ, nhất định là xây dựng ở một loại ôm riêng phần mình mục đích theo như nhu cầu quan hệ phía trên. Mà Ninh Vĩnh Niên làm nhất quốc chi quân, toan tính tuyệt không có khả năng là cái gì lông gà vỏ tỏi sự tình nhỏ cho nên bọn hắn đến tục cùng muốn làm gì phụng nguyên thành bên ngoài quan đạo xe ngựa lung la lung lay lý ngô đồng nhìn xem ngồi tại đối diện nhắm mắt dưỡng thần ngụy trường thiên nhẫn nhịn rất lâu rốt cục nhịn không được mở miệng nói ra cục ngụy công tử bản cung đã thông báo qua ven đường các phủ nha sáng sớm ngày mai bọn hắn liền sẽ phái người toàn lực lục soát tiền bối tung tích được ngụy trường thiên mở mắt ra nhắc nhở công chúa đừng quên làm cho người đi trước tay mạc xa mạc bên trong thu liễm thạch môn tiêu cục tiêu sư thi thể. bản cung đã phân phó. lý ngô đồng gật gật đầu, sau đó lại hỏi, ngụy công tử, khi chết đi tiêu đầu cùng ngươi quen biết a? À? từng, từng là quen biết cũ. ngụy trường thiên không quá nguyện ý đàm luận cái đề tài này, ứng phó một câu sau liền không có đoạn dưới. lý ngô đồng gặp hắn không vui nhiều lời, cũng chỉ đành lại đem chủ đề kéo về đến trương lão đầu trên thân. ngụy công tử. Ta trước đây nghe ngươi nói nhóm chúng ta muốn tìm vị tiền bối này tựa như họ trương. Nhưng 60 năm trước vị kia kiếm khách lại là họ chu A, ngươi nhưng xác định bọn hắn chính là cùng một người. Không xác định. Ngụy trường thiên bình tĩnh lắc đầu, ta cũng đã sớm nói cái này đều chỉ là phán đoán của ta mà thôi. Thế nhưng là. Lý Ngô Đồng càng nghe càng mơ hồ, cuối cùng dứt khoát trực tiếp hỏi, Ngụy công tử, cái này họ trương tiền bối đến cùng cùng ngươi là quan hệ như thế nào? Hắn. Ngụy trường thiên nhất thời có chút nghẹn lời, suy nghĩ nửa thiên tài mười phần bất đắc dĩ phun ra một câu. Hắn khả năng, có lẽ, đại khái là sư phụ ta. Khả năng. Có lẽ. Đại khái. Lý Ngô Đồng nơi nào thấy qua loại này đối với nhân tế quan hệ miêu tả, không khỏi sửng sờ, vậy hắn đến tục cùng có phải hay không sư phụ ngươi? Hắn cảm thấy là. Ngụy Trường Thiên lần này trả lời muốn chuẩn xác hơn một điểm, ta cảm thấy không phải. Còn có thể dạng này. Lý Ngô Đồng cảm thấy kinh ngạc đồng thời tựa như cũng đối Ngụy Trường Thiên cùng Trương lão đầu ở giữa cố sự cảm thấy rất hứng thú. Bất quá Ngụy Trường Thiên mới không có cùng với nàng giảng những này hào hứng, chỉ là phối hợp lại nhắm mắt lại, đồng thời trong đầu điều ra hệ thống giao diện. Còn thừa hệ thống điểm số, 1210. Đạo cụ, thần kích 1, khôi lỗi đang 4, chân long ngạch lân 1. Ai, mặc dù chém bị thương Diêm La kiếm lời 200 điểm, nhưng bởi vì trước đó mua thần kích kết quả không có thể sử dụng bên trên, dẫn đến hệ thống điểm số vẫn là mất đi 300 một tháng trước tự mình từ thuộc Châu xuất phát lúc thế nhưng là có gần 3.000 điểm, như thế rất tốt, chỉ còn 1 phần 3. Đồng thời Diêm La còn không có giết chết. Lại nói, mặc dù Thiêu Nguyệt Kiếm có thể làm bị thương Diêm La, nhưng rốt cuộc muốn thế nào mới có thể đem cái sau giết chết đây? Suy nghĩ một phen về sau, Ngụy Trường Thiên cho ra một cái tương đối đáng tin cậy kết luận. Đây cần đem Thiêu Nguyệt Kiếm pháp luyện đến chí ít tiểu viên mãn, thậm chí là đại viên mãn cảnh giới mới được. Tự mình bây giờ mới luyện đến thuần thanh, cho dù tại mộng đạo tăng thêm hạ ngày đêm tu luyện, tối thiểu nhất cũng muốn mấy tháng nên mới khả năng đạt tới tiểu viên mãn, chỉ định là không đuổi lội. Mà tần chính thu tốc độ cùng tự mình lại không nhiều, cho nên kết quả là đại khái xuất vẫn là phải dựa vào trương lão đầu đến trảm diêm la. Bất quá vạn nhất trương lão đầu cũng không đáng tin cậy. Vậy cũng chỉ có thể là nếm thử từ căn nguyên giải quyết vấn đề. Hôm sau, tây mạc sa mạc. Trời tờ mờ sáng lúc, thổi một đêm cuồng phong rốt cục ngừng. A à cẩu mơ mơ màng màng mở to mắt, lại đem khò khè đánh vang động trời trương lão đầu đánh thức. Hai người còn buồn ngủ mắt lớn trừng mắt nhỏ lẫn nhau nhìn ra ngoài một hồi, rốt cục đành phải bất đắc dĩ đứng dậy chuẩn bị đi đường. Dù sao tối hôm qua chạy trốn lúc ngoại trừ chui này bảo kiếm bên ngoài bọn hắn cái gì cũng không mang, thật sự nếu không đi nhanh lên, khi đoán chừng sớm tối muốn sống sinh sinh chết khác tại cái này đại mạc bên trong. Về phần đám kia ngay tại tìm kiếm bọn hắn thích khách. Dưới mắt cũng không lo được nhiều như vậy. Sau nửa canh giờ. Gia gia, ta mệt mỏi quá a. À. Từng bước một tại hoàng sa bên trong di chuyển, a cẩu thở hồng hộc hỏi, ngươi nói đại sư huynh có thể hay không lại phái người tìm đến nhóm chúng ta. Hừ. Chớ có trông cậy vào cái kia nghiệt đồ. Trương lão đầu dựng râu trừng mắt mắng, a cẩu ngươi nhớ kỹ, về sau hắn liền không còn là ngươi đại sư huynh. A, à, gia gia, khi chờ nhóm chúng ta đến Phụng Nguyên thành về sau, sư huynh có thể hay không mua cho ta việc quay ăn. Đều nói hắn không còn là sư huynh của ngươi. Ngươi. Cộc cộc cộc. Cộc 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 đột nhiên vang lên tiếng vó ngựa đánh gãy một già một trẻ đối thoại. Trương lão đầu nghe động tĩnh này càng ngày càng gần, vội vàng lôi kéo A Cẩu trốn đến một chỗ cùng các mặt sau, đồng thời xa xa quan sát đến xa xa tình huống. Bây giờ bọn hắn vị trí ở vào sa mạc chỗ sâu, nếu như xuất hiện người sống nói kia đại thái xuất chính là mã phỉ. Mà sự thật cũng xác thực như thế. Mặc dù không có gặp được tối hôm qua đám kia thích khách, nhưng Trương lão đầu cùng A Cẩu vận khí cũng có đủ kém, vừa mới đi chưa tới một canh giờ liền bắt gặp chính chuẩn bị đi lên lớp vĩ nhân đồng thời những này mã phỉ rất nhanh liền phát hiện bọn hắn. Cộc cộc cộc. Cộc 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 cộc. Không đến mười hơi về sau. Bảy tám thất thích hợp trong sa mạc chạy thấp ngựa vây quanh ở Chu Vi, cầm đầu một cái mang mặt duy hán tử nhìn thoáng qua trương lão đầu, lập tức liền xông thủ hạ phân phó nói. Lão dết, tiểu nhân mang về. Gặp được mã phỉ liền đủ xui xẻo, kết quả cái này mã phỉ lại còn không nói hai lời liền muốn giết chính mình. Trương lão đầu trong lòng thầm mắng không thôi, nhưng trên mặt không chút nào không sợ, thậm chí còn chủ động nên tiếp một bước phẫn nộ quát. Tạc nhân, ngươi có biết lão phu đồ nhi là ai? Ừm. Là ai? Ha ha, nói ra sợ dọa phá ngươi tặc đảm. a à, vậy ngươi đừng nói là. Chờ đã, chờ chút. Lão phu đồ nhi họ ngụy tên Trường Thiên. Làm người tâm ngoan thủ lạc, có thù tất báo, khát máu bạo ngược. Chương 328, tạm thời còn tính là. Móng ngựa tăng lên, mang theo một mảnh cát vàng từ hận không thể cùng ngụy trường thiên đoạn tuyệt quan hệ thầy trò đến chuyển ra cái sau tiếng xấu tới dọa người làm trương lão đầu khí thế hung hăng nói ra lão phu đồ nhi chính là ngụy trường thiên lúc vốn cho rằng bọn này mã phỉ làm gì cũng phải do dự một cái có ai nghĩ được mã phỉ đầu lĩnh lại là một mặt coi nhẹ ngụy trường thiên lão tử chưa nghe nói qua hô nặng nề khoát đao vung vẫy phần phật trung động hắn tử thúc vào bụng ngựa lập tức liền chuẩn bị để trương lão đầu đầu người rơi xuống đất, sau đó lại đem A cậu bắt trở về làm cái ép trại tiểu nha hoàng. Bất quá cũng liền vào lúc này, bên cạnh hắn có cái thoáng trẻ tuổi một chút nam tử lại đột nhiên lên tiếng ngăn lại nói. Ban chủ. Chậm đã. Ừm. Mã phỉ đầu lĩnh lập tức dừng đao, vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, thế nào? Ban chủ, ta tựa như từng nghe nói qua ngụy trường thiên cái này số một nhân vật. Nam tử trẻ tuổi nhíu nhíu mày, trả lời một câu sau liền quay đầu hỏi hướng trương lão đầu, lão đầu đồ đệ của ngươi. Thế nhưng là đại ninh ngụy gia ngụy công tử. Ha ha, coi như ngươi có chút kiến thức. Trương lão đầu lù lù bất động đứng tại chỗ, biểu lộ mười phần ngạo mạn. ở chỗ này gặp phải ta cũng coi là các ngươi một cọc cơ duyên. Chỉ cần các ngươi đem ta hai người hộ tống ra cái này tây mạc sa mạc, lại phái người đi một chuyến phụng nguyên đem việc này cáo tri lão phu đồ nhi, hắn chắc chắn làm cho người đến đây nên đón lão phu, đến thời điểm tự nhiên không thể thiếu chỗ tốt của các ngươi. Cái này. Nam tử trẻ tuổi hồ nghi nhìn một chút trương lão đầu, trong lòng một phen cân nhắc cuối cùng vẫn là nửa tin nửa ngờ chấp tay tiền bối việc này còn cho ta cùng ban chủ thương nghị một hai không sao cả tốt tiền bối chờ một lát không còn đi quản khí thế cùng cách ăn mặc hoàn toàn không hợp trương lão đầu nam tử trẻ tuổi lập tức thúc ngựa đi vào mã phỉ đầu lĩnh bên người nằm ở cái sau bên tai nhỏ giọng nói ra ban chủ vị trường thiên chính là trước đó tại nguyên châu một chiêu đánh bại được vừa tướng quân cái kia đại ninh người nếu như cái này lão đầu nhi nói là sự thật khi nhóm chúng ta liền tuyệt đối giết không được người này. Bất quá kia ngụy công tử thực lực siêu phàm, làm sao cũng không giống sẽ bái sư ở đây nhân môn hạ. Đến tột cùng nên xử trí như thế nào, còn từ ban chủ định đoạt. Từng. Rất nhanh công phu, hai người thương nghị xong xuôi. Cảm nhận được lần nữa tụ tập trên người mình bảy tám đạo ánh mắt, trương lão đầu mặt ngoài bất động thanh sắc, nhưng đáy lòng lại tại không ngừng bồn chồn Dưới mắt động thuật đã không cách nào lại lần thi triển, vạn nhất cái này bọn giặc đầu lĩnh là cái kẻ lỗ mãn, vậy mình lần này coi như thật muốn ngõm tại đây. Cầu Ngọc Hoàng Đại Đế phù hộ. Chỉ mong kia nghiệt đồ tiếng xấu có thể hù dọa bọn này mã phỉ đi. Trương lão đầu bên này không ngừng ở trong lòng cầu nguyện, mà đổi thành một bên nam tử trẻ tuổi cũng mở miệng lần nữa. Tiền bối. Trước đây chúng ta có nhiều đắc tội, mong rằng tiền bối thứ lỗi. Hô. Nghe được câu này, trương lão đầu trong lòng lập tức thở vào một hơi. Lão phu luôn luôn lòng dạ rộng lớn, sẽ không so đo bực này việc nhỏ. Sợ đối phương lo lắng cho mình mang thù, Trương lão đầu trước tỏ thái độ một câu, sau đó mới giả vờ tùy ý hỏi, thế nào? Có thể hay không đem ta hai người đưa rời cái này đại mạc? Việc này ngược lại là dễ làm. Nam tử trẻ tuổi gật gật đầu, nơi đây cự ly Tây Dương Phủ chỉ có một ngày cước trình, nếu là cưỡi ngựa nửa ngày liền có thể ra đại mạc. Bất quá tiền bối, nhóm chúng ta ban chủ đời này chán ghét nhất sự tình chính là bị người lừa gạt. Cho nên đối đãi chúng ta hộ tống tiền bối đến Tây Dương Phủ về sau, còn hy vọng tiền bối nhưng truyền tin cho ngụy công tử, khiến cho dẫn người đến đem tiền bối tiếp đi. Chúng ta đều là chút người thô kệch, như thế làm việc mong rằng tiền bối thứ lỗi. Nam tử trẻ tuổi ngoài miệng nói thật dễ nghe, ý tứ cũng đồng dạng minh bạch. Đưa ngươi một chuyến, có thể. Bất quá chờ đến chỗ ngồi nhất định phải từ Ngụy Trường Thiên tự mình đến đón ngươi. Nếu như ngươi không có nói sai, như vậy nhóm chúng ta liền có thể nhờ vào đó cơ hội hướng ngươi đồ đệ đòi hỏi điểm chỗ tốt. Mà nếu như ngươi nha nói dối, như vậy nhóm chúng ta tuyệt đối sẽ để ngươi muốn sống không được, muốn chết không xong. Nói thật, đám này Mã Phỉ tiểu bàn tính đánh ngược lại là không tệ mà dưới mắt loại này tình huống trương lão đầu cũng không có lựa chọn khác đành phải ra vẻ bình tĩnh gật đầu tốt vậy liền sớm cho kịp lên đường đi vâng tiền bối mời lên ngựa mấy cái mã phỉ nhường ra một thất thấp ngựa cho trương lão đầu cưỡi những người còn lại thì là ẩn ẩn vần quanh chung quanh rất nhanh một đoàn người cứ như vậy lên đường hướng về một cái phương hướng chậm rãi chạy đi các vàng cuồn cuộn như màu vàng bọc nước lướt qua hoang mạc đồng dạng ngồi trên lưng ngựa a cẩu lúc này cũng rốt cục có cơ hội hỏi trương lão đầu một cái nàng vừa rồi liền muốn hỏi vấn đề gia gia trường thiên ca ca đến cùng còn có phải hay không ta sư huynh rồi trương lão đầu nghe vậy lập tức một trận yên lặng nửa ngày về sau mới cố mà làm thỏa hiệp nói hừ tạm thời còn tính là a hai ngày về sau hoài lăng phủ thành ngoài thành trên đường lớn mười mấy kỵ vây quanh một cỗ xe ngựa màu đen nhanh như tên bắn mà vượt qua một đoàn người cũng không vào thành mà là tiếp tục hướng tây đi nhanh trên xe ngựa vị trường thiên vừa mới đem tử mẫu ngọc cùng mã điện báo bản thu vào trong lòng lúc này chính kéo lấy cái cầm không biết suy nghĩ cái gì mà liên tục đuổi đến hai ngày đường vẫn luôn không có chập mắt Lý Ngô Đồng bây giờ cũng là không khốn gặp hắn bộ dáng này liền lên tiếng hỏi Ngụy công tử thế nhưng là Phụng Nguyên bên kia chuyện gì xảy ra a à? không phải Ngụy Trường Thiên lắc đầu Diêm La cái này hai ngày đều chưa từng xuất hiện hết thảy như thường nha gật gật đầu Lý Ngô Đồng đương nhiên biết rõ Ngụy Trường Thiên vừa rồi khẳng định là đang nghĩ sự tình khác nàng nhẹ nhàng vuốt vuốt váy điệp sau đó mới nghiêm mặt nói ra Ngụy công tử cái kia họ Vương Tiêu đầu thi thể đã tìm được bây giờ tạm thời bị đặt ở tây dương phủ nghĩa trang bên trong không biết ngươi muốn như thế nào an trí ừ. nghe được vương càng thi thể tìm được vị trường thiên bỗng nhiên ngẩng đầu lên trầm mặc sau một lúc lâu mới chậm rãi trả lời đốt đi đi đem hắn trao cốt bảo tồn tốt ta muốn dẫn quay về thục châu đi an táng mặc dù không giống kiếp trước hỏa táng chế độ như vậy phổ cập nhưng cổ đại hỏa táng cũng coi là một loại chủ lưu hạ táng phương thức cho nên lý ngô đồng ngược lại không kinh ngạc chỉ là nhẹ giọng hỏi vương tiêu đầu là thục châu người a vâng hắn vợ con đều tại thục châu vậy hắn tại sao lại chạy tới phụng nguyên mưu đường sống bởi vì hắn không thể lưu tại thục châu lại đang làm gì vậy nhìn xéo một chút lý ngô đồng ngụy trường thiên không có lại tiếp tục trả lời chỉ là thanh âm rất thấp nói một câu công chúa ngươi hỏi có chút nhiều lúc này chính vào hoàng hôn xe ngựa phi nhanh tại trên đường lớn chỗ xa hơn chính là một vòng đỏ như lửa trời chiều hừ bản cung cũng không hứng thú lý ngô đồng biểu môi không hỏi nữa cũng không nhìn nữa ngụy trường thiên nàng kéo ra màn xe nghiêng đầu hướng ra phía ngoài nhìn lại quốc hồng sắc hào quang vẫy vào trắng nõn trên cổ giống như là che kín một tầng hồng sa xe trong kiểu cứ như vậy lâm vào rất dài một đoạn thời gian trầm mặc thẳng đến lý ngô đồng dùng dập tiếng hô hoáng đột nhiên vang lên ngụy công tử tìm tới trương lão tiền bối ừm ở đâu tại tây dương phủ cùng một đám mã vĩ cùng một chỗ a à. chương 329, nhân vật phản diện xưa nay không dùng thủ quy cũ Ba ngày sau, Tây Dương Phủ. Lão tiền bối, thức ăn nơi này còn hợp khẩu vị ngươi. Một nhà tên là Long Môn trong khách sạn, mã phỉ bên trong cái kia biết được Ngụy Trường Thiên thân phận tuổi trẻ nam tử ngồi tại trương lão đầu đối diện, khách khách khí khí hỏi, còn cần không còn muốn thêm chút thức ăn. Không cần. Trương lão đầu gắt lại đổ lạnh nhạt trả lời một câu, mỗi tiếng nói cử động rất có một cổ thế ngoại cao nhân cảm giác. Bất quá bên cạnh A cẩu liền không có hắn dạng này có thể giả bộ, Lúc này chính tay trái cầm một cái gà quay chân, tay phải nắm vuốt một bầu rượu hâm khoái hoặc ăn uống. Liếc qua tuổi còn nhỏ liền như vậy uống rượu tiểu nha đầu, nam tử trẻ tuổi một lần nữa nhìn về phía Trương lão đầu. "Tiền bối, bây giờ nhóm chúng ta đã chống đỡ Tây Dương phủ có năm ngày, đoán chừng nhiều nhất lại có 3 ngày Phụng Nguyên bên kia liền có thể truyền về tin tức. Ngài nhưng xác định Ngụy công tử bây giờ ngay tại Phụng Nguyên thành bên trong." "Ừm, lão phu tự nhiên xác định." Trương lão đầu không kiên nhẫn vất vất tay, tự hồ đối với nam tử chất vấn rất bất mãn bất quá trên thực tế trong lòng của hắn lại hoãn đến một nhóm mặc dù cái này mấy ngày bọn này mã phỉ một mực ăn ngon uống sướng hầu hạ tự mình nhưng trông coi lại đồng dạng 10 phần nghiêm mật tự mình động thuật còn phải 6-7 ngày về sau mới có thể lần nữa thi triển nếu như trước đó mã phỉ không có đạt được minh xác tin tức dẫn đến nhận định tự mình tại lừa gạt bọn hắn kết quả kia liền không cần nhiều lời a à. lão phu còn không muốn chết a à. trong lòng kêu trên một câu trương lão đầu phất tay áo đứng dậy tiền bối ngươi muốn đi làm cái gì nam tử trẻ tuổi lập tức cũng cười đứng dậy a à, ta đi trong viện nhìn xem phong cảnh thật sao vậy ta bồi tiền bối cùng đi theo ngươi có chút bất đắc dĩ quẳng xuống một câu trương lão đầu chậm rãi dạo bước đi vào khách sạn tiền viện long môn khách sạn ở vào tây dương phủ phía tây nhất một cái huyện thành bên trong đứng ở trong viện liền có thể xa xa trông thấy xa xa mênh mông đại mạc tại dạng này một chỗ chỗ đặt chân người phần lớn là chút nam lai bắt vãn thương khách cùng hiệp sĩ cũng có không ít giống nam tử trẻ tuổi đồng dạng trà trộn tại tây mạc sa mạc bên trong mã Vĩ. như thế ngư long hỗn tạp chi địa giảng đạo lý hẳn là rất không thái bình giang hồ người thân một lời không hợp liền ra tay đánh nhau lẽ ra là chuyện thường nhưng mấy chục năm qua nhưng lại chưa bao giờ có người dám ở chỗ này tranh đấu bởi vì chỉ là bởi vì long môn khách sạn trưởng quỷ thực lực mạnh mẽ nghe nói đã có tam phẩm cảnh giới về phần dạng này một cái thượng tam phẩm cao thủ vì sao lại ở chỗ này mở khách sạn nguyên do trong đó người biết không nhiều nhưng Long Môn khách sạn bên trong không được động võ quy củ tại toàn bộ Tây Dương phủ Hắc Bạch hai đạo lại không ai không biết. Thậm chí liền quan phủ đuổi bắt đào phạm tới chỗ này đều muốn quy quy củ củ, xưa nay không dám rút đao. Tiền bối, một đống hạt cát có gì đẹp mắt? Đứng tại trương lão đầu bên người, nam tử trẻ tuổi khẽ cười nói, ngài không bằng trở về phòng nghỉ ngơi đi thôi. Trương lão đầu không nói gì, chỉ là dùng ánh mắt còn lại vụng trộm nhìn một chút cách đó không xa mấy cái ngay tại phơi mặt trời mã phỉ, sau đó mới đưa ánh mắt nhìn về phía càng xa xôi. Hô! Cô héo gió lăng cỏ nhảy vọt lăn lộn tại các vàng bên trong đôi cuốn lấy đại mạc đặc hữu khí vị tại vô ngần trên cánh đồng hoang theo gió mà động cái này nguyên bản chỉ là lại bình thường bất quá xa mặt cảnh sắc nhưng ngay tại mấy hơi về sau bao quát trương lão đầu ở bên trong sắc mặt của mọi người lại đều đột nhiên biến đổi bởi vì bọn hắn đều tại cái này trong gió nghe được một trận vô cùng dày đặc tiếng vó ngựa thô sơ giản lược đoán chừng chí ít có hơn trăm thất ngựa tốt đồng thời càng mấu chốt chính là cái này tiếng vó ngựa lại là từ bốn phía bốn phương tám hướng hướng nơi đây vọt tới tiền bối. Nơi đây sợ là sẽ có đại sự phát sinh, còn xin trở về phòng đi. Nam tử trẻ tuổi con ngươi co rụt lại, lập tức liền cưỡng ép đem trương lão đầu mời trở về trong khách sạn. Không ít người đều cùng bọn hắn đồng dạng lập tức quay người trở lại khách sạn đại đường, nhưng cũng có chút người tự cao công phu không tệ, vẫn như cũ lưu tại trong nội viện chuẩn bị nhìn xem bọn này khách không mời mà đến muốn làm gì. Dù sao nhiều năm như vậy chưa từng có người nào dám ở Long Môn khách sạn nháo sự, nói thế nào đây cũng là kiện chuyện mới mẻ. Ha ha, ngươi nói cho cùng là ai như vậy không có mắt cũng dám đến hoàng trưởng quỷ địa giới dương oai ai biết rõ đây bất quá nghe cái này tiếng vó ngựa hẳn là quan phủ xích mã quan phủ người chẳng lẽ lại có trọng phạm giấu ở trong khách sạn nhưng đến như vậy nhiều người lại có thể như thế nào chỉ cần người khác không ra khách sạn bọn hắn còn dám thật xông đi vào bắt người hay sao ai nói không phải đây đến rồi nương theo lấy một tiếng thở nhẹ tất cả mọi người ánh mắt trong nháy mắt liền tập trung vào những cái kia từ bốn phía bốn phương tám hướng chạy nhanh đến tuấn mã phía trên từ cưỡi ngựa người quần áo cách ăn mặc đến xem đúng là tây dương phủ quan sai đồng thời mỗi người đều võ trang đầy đủ thậm chí đều mặc giáp nhẹ chỉ có hai người có chút đặc thù một người mặc áo bào đen tinh lông mày kiếm mục đích nam tử trẻ tuổi một người mặc váy đen tóc dài phất với cô gái xinh đẹp t này nương môn tốt tuấn a kệ con mẹ hắn chứ hút trượt trong viện lập tức vang lên một mảnh hút nước bọt thanh âm. Dù sao so với những cái kia tay trói gà không chặt tiểu thư khuê cát, như thế tư thế hiên ngang nữ tử mới càng phù hợp bọn hắn loại này quân nhân thẩm mỹ. Chỉ là không đợi đám người hảo hảo thưởng thức một phen nữ tử mỹ mạo, hơn trăm tên quan sai động tác kế tiếp nhưng trong nháy mắt để bọn hắn sắc mặt đại biến. Suy. Thương lan. Thương lan lan lan. Dìm ngựa, xuống ngựa, rút đao, vây khách sạn. Ký thế hung hung đám quan sai không nói một lời, nhưng một bộ động tác lại nước chảy mây trôi, chỉ là mười mấy hơi thở sau liền đem toàn bộ long môn khách sạn gắt gao vây quanh từ rút đao quả quyết trình độ đến xem tự hồ bọn hắn căn bản liền không có đem long môn khách sạn không được động võ quy củ nhìn ở trong mắt hoặc là nói giờ này khắc này bọn hắn nhất định phải tuân theo càng lớn quy củ cái này trong viện đám người nhìn xem cùng bọn hắn gần trong gan tất hiện ra hàng mang trường đao đều theo bản năng rút lui mấy bước mà cùng lúc đó vị trường thiên cũng ở đây có người nhìn chăm chú tung người xuống ngựa thuận miệng hỏi hướng bên người một cái quan sai thế nhưng là nơi này. Hồi công tử, là. Tỷ nhân xác thực thấy được trương lão tiền bối bị một đám mã phỉ bắt cóc đến tận đây, lại đến nay cũng không ly khai. Được. Gật gật đầu, vị Trường Thiên không chút do dự vung tay lên, vào nhà, tìm người. Dám can đảm ngăn trở người, giết không tha. Tuân mệnh. Hơn trăm quan sai cùng kêu lên ứng hòa, chợt liền nhau nhau nâng đao chuẩn bị xông vào trong khách sạn giải cứu trương lão đầu. Nhưng mà còn chưa chờ bọn hắn bước qua ngưỡng cửa, một cái vô cùng thanh âm hùng hồn lại vượt lên trước một bước từ khách sạn tầng cao nhất trong một cái phòng đột nhiên nổ vang. Ta xem ai dám. Bạch bạch bạch. Nghe được loại này hét to, chúng quan sai cơ hồ là ra ngoài bản năng dừng lại bước chân, đồng thời quay đầu nhìn về phía gác tay đứng ở phía sau Ngụy Trường Thiên. Mà cái sau biểu lộ lại cũng không làm sao kinh ngạc, chỉ là không mặn không nhạt lập lại, ta nói, vào nhà tìm người, phàm là ngăn cản người, giết không tha. Nếu là có các ngươi không đối phó được cao thủ, vậy thì do ta đến giết. Lần này, đều nghe hiểu không? Chương 330, có đánh hay không qua được không biết rõ, nhưng chính là soái. Rõ. Chúng ta minh bạch. Lần này, hơn trăm hào Tây Dương phủ quan sai đều là chưa lại do dự. Bọn hắn tự nhiên biết rõ Long Môn khách sạn quy củ, nhưng tựa như trước đây nói tới, bây giờ Ngụy Trường Thiên chính là càng lớn quy củ. Bởi vậy, mặc kệ Long Môn khách sạn cái kia thần bí tam phẩm trưởng quỷ phải chăng sẽ ra tay, bọn hắn đều phải xông vào khách sạn đi lùng bắt kẻ xấu. Quan phủ phá án tất cả mọi người ra kẻ không theo theo luật có thế trảm hết thảy đem binh khí ném tại dưới chân hết to âm thanh liên tiếp vang lên chúng quan sai hết sức cẩn thận dơ trường đao từng bước tới gần khách sạn lầu nhỏ mà cũng liền vào lúc này nương theo lấy răng rắc một tiếng vang thật lớn khách sạn tầng cao nhất một cái cửa gỗ lại ầm vang nổ tung ầm như có tự thạch rơi xuống đất một cái bụng vệ nam nhân sau một khắc liền từ phá cửa sổ bên trong nhảy lên mà ra hung hăng nện ở ngụy trường thiên trước người Người này hình thể liền cùng tiền thế đảo quốc đô vật tuyển thủ, người mặc một bộ vô cùng trường bào rộng lớn, khắp khuôn mặt là áp chế không nổi tức giận. Tốt gia hỏa, cái này nói ít cũng phải có 500 cân đi. Nhìn xem đối diện gắt gao nhìn chằm chằm tự mình nam nhân mặc, Ngụy Trường Thiên trong lòng rất là kinh ngạc, bất quá trên mặt lại là không chút biểu tình. Không cần phải nói, cái này bàn tử khẳng định chính là trong truyền thuyết cái kia họ Hoàng Tam phẩm cao thủ. Ngươi là người phương nào? Dám tại ta Long môn khách sạn dương oai? gặp ngụy trường thiên vậy mà như vậy bình tĩnh nam nhân mập lập tức lửa giận vượng hơn hắn đột nhiên tiến lên trước một bước có chút nheo lại xong trong mắt đều là sát ý bất quá ngụy trường thiên nhưng vẫn là bộ kia yêu dựng không để ý tới bộ dáng ta là ai ngươi không cần biết rõ lần này ta là dẫn người tới đây đuổi bắt đào phạm không biết sao là dương oai nói chuyện long môn khách sạn bên trong bất luận kẻ nào không cho phép động võ lộ lưỡi đao ngươi phá hư quy cũ nam nhân mập gặp ngụy trường thiên như thế không nể mặt chính mình lúc này ngữ khí càng thêm âm lãnh cho ngươi ba hơi thời gian, mang người quốc cho ta. Nếu không, các ngươi liền đều không cần đi. Từ lần đầu gặp mặt đến sắp sử dụng bạo lực, hai người hết thảy cộng lại mới nói không đến 10 câu lời nói, thậm chí liền lai lịch của đối phương đều không có sờ rõ ràng. Nam nhân mập làm việc vì sao như thế lỗ mãn ngụy trường thiên không biết rõ, nhưng chính hắn thì hoàn toàn là bởi vì tâm tình khó chịu. Lão tử thật xa chạy tới cứu người, ngươi nhà còn ở nơi này cản ba ngăn bốn, nếu không phải dưới mắt hệ thống điểm có chút căng thẳng, lão tử đã sớm một cái thần kích nện ngươi trên mặt mặc dù bây giờ còn không có động thủ bất quá đối mặt nam nhân mập uy hiếp vị trường thiên cố ý đợi ba hơi sau đó mới chậm rãi mở miệng nói ra ba hơi đã qua ngươi muốn thế nào ha 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 tốt ngươi rất tốt phần phật nam nhân mập giận quá thành cười trên mặt thịt thừa một trận diêu rung động quanh thân tinh thuần nội lực lại tại điên cuồng 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 hắn song quyền nắm chặt dưới chân các vàng phấp phới chậm rãi ở xung quanh tụ long làm từng chui trường kiếm mũi kiếm cắt gao chỉ hướng ngụy trường thiên lấy thế là lưỡi đao đúng là tam phẩm cảnh soạt thấy một màn này mọi người vây xem lập tức bột phát ra một trận huyên náo hoàng trưởng quỷ quả thật là tam phẩm mở rộng tầm mắt đây là ta một lần gặp thượng tam phẩm quân nhân xuất thủ cái kia công tử ca lai lịch gì trên mặt không gây một tia sợ hãi mặc kệ nó dù sao không có quan hệ gì với lão tử xem náo nhiệt chính là a à các ngươi cảm giác không cảm thấy cái kia váy đen nữ tử có chút quen mắt. Một thời gian, Long Môn khách sạn cũng không lớn trong sân náo nhiệt phi phàm. Có người đang suy đoán Ngụy Trường Thiên cùng Lý Ngô đồng thân phận, có người tại suy nghĩ hôm nay chuyện phát sinh cùng tự mình có quan hệ hay không. Mà càng nhiều người hay là tại sợ hãi tháng phục nam nhân mập chỗ cho thấy thần thông. Thượng tam phẩm quân nhân bất luận để ở nơi đâu đều thuộc về hy hữu chủng loại, phần lớn người khả năng cả đời cũng khó khăn gặp một lần bọn hắn xuất thủ, cho nên bây giờ sẽ có loại phản ứng này cũng là không hiếm lạ bất quá ngụy trường thiên đối với cái này lại sớm đã không cảm thấy kinh ngạc nhìn xem mấy trưởng bên ngoài kia một mảnh lơ lửng tại giữa không trung các kiếm hắn chỉ là nhếch miệng sau đó liền tiện tay vung lên Công! thanh thúy kim qua thanh âm liên tục vang lên lấy lậu ảnh bách luyện thanh độc ba đao cầm đầu 50 chui trường đao nối đuôi nhau mà ra sau một khắc liền đồng dạng lơ lửng tại ngụy trường thiên bên cạnh thân xa xa cùng nam nhân mập lấy các vàng ngưng tụ trường kiếm giằng co hai người hơn trăm chui huyền không đao kiếm đại chiến hết sức căng thẳng không sai đây chính là ngụy trường thiên mục đích hắn sở dĩ trước đây không dùng thần kích đầu tiên là bởi vì đau lòng hệ thống điểm tiếp theo là cảm thấy nam nhân mật không nhất định không phải chết nhưng điểm trọng yếu nhất nhưng thật ra là hắn muốn nếm thử một cái có thể hay không cùng tam phẩm cao thủ thực sự tiếp vài chiêu mặc dù mình trước mắt cảnh giới chỉ có ngũ phẩm nhưng lại có quy trần đao phù giao bộ loại hình luyện đến đại viên mãn thiên cấp võ kỹ, lại có ba thanh nhập phẩm thần binh còn có vạn nhận dẫn loại này đặc thù thần thông bây giờ lại thêm mạnh đến biến thái thiêu nguyệt kiếm Ngụy Trường Thiên cảm thấy mình cho dù đánh không lại tam phẩm quân nhân, nhưng tiếp vài chiêu có lẽ còn là không có vấn đề. Vào nhà, tìm người. Cũng không có quên chuyến này chính sự, Ngụy Trường Thiên lần nữa hướng chúng quan sai mệnh lệnh một câu, sau đó sắc mặt cũng lần thứ nhất trở nên nghiêm túc. Một mực phát tại sau lưng tay phải chậm rãi duỗi ra, nhẹ nắm ở lơ lửng tại bên người lậu ảnh chui đao, tiện tay lật ra cái đao hoa. Công. Theo lậu ảnh đao hóa thành một đạo rưỡi hình tròn tàn ảnh, còn lại 49 chui trường đao cũng cùng nhau rung động lên cao nửa trường trời chiều hào quang bị chiếc xạ thành vô số lộng lẫy văn khắp nơi quan điểm, như là bài sơn đảo hải trào lên mà đến như hồng thủy hướng bốn phương quyển tuôn. Chim bay ngàn điểm trắng, mặt trời lặng nửa đỏ vòng. Ăn ngay nói thật, vị trường thiên dạng này một động tác có hay không thực chiến tác dụng còn không rõ ràng, nhưng xác thực có đủ rung động. Nếu như lại thêm hắn trương này mặt đẹp trai. Ngụy, Ngụy công tử. Một bên Lý Ngô Đồng chẳng biết lúc nào đã thấy choáng mắt, cả người hoàn toàn ngu ngơ tại nguyên chỗ, trong mắt chỉ có Ngụy Trường Thiên mặt bên cùng 50 chui huyền không trường đao mà những người khác lúc này biểu hiện cũng không kém quá nhiều. Mặc dù đều là chút đại lão gia, còn không về phần giống như Lý Ngô Đồng Phạm Hoa Si. Nhưng ngụy trường thiên chiêu này thì giác hiệu quả xác thực không thể so với nam nhân mập yếu. Thậm chí càng hơn một chút. Dù sao từ cái hình người tượng đi lên nói, ngụy trường thiên ít nhất phải so nam nhân mập mạnh mấy cái cấp bậc. Ngươi. Đến tột cùng là ai? Một bên khác, làm ngụy trường thiên trang bức tràn diện trọng yếu vai phụ, nam nhân mập trên mặt biểu lộ cũng vào lúc này nhiều một chút do dự lúc đến bây giờ hắn chỗ nào còn nhìn không ra ngụy trường thiên thân phận không tầm thường mặc dù mình có lòng tin có thể nhẹ nhõm đánh bại cái này cùng vọng chi đồ nhưng vạn nhất chọc tới hắn thế lực sau lưng nam nhân mập càng nghĩ càng xoắn suýt mà ngụy trường thiên thật vất vả tìm tới một cái bồi luyện tự nhiên không có khả năng như vậy coi như thôi hắn cũng không trả lời vấn đề của đối phương chỉ là đột nhiên lăng không vung lên lậu ảnh đao hô xoẹt tại nam nhân mập kinh ngạc trong ánh mắt 49 chui trường đao xé rách không khí, hóa thành một đạo to lớn kim mang thoáng qua liền đã chém vào đến trước mắt của hắn a à. ngươi ngươi vậy mà đánh lén